Tại sao trong kinh Phật nói có nhiều việc, có nhiều khi á mình cúng dường nhiều mà phước ít? Làm sao gọi là cúng dường nhiều mà phước ít? Cúng không đúng người. Pháp Hòa ví dụ bây giờ á, con của mình nè, nó còn nhỏ, nó không biết xài tiền, mình dư tiền quá, mình muốn con mình nó sung túc thì nó sung sướng như con người ta, tuần nào cũng dúi cho nó 200 đồng chơi mà dù nó chưa biết gì hết, cho nó rất nhiều, nhưng mà cuối cùng nó trở thành một đứa nhỏ biết xài tiền từ khi nhỏ, mà lớn lên không có tiền thì nó chịu không nổi, mà khi không có tiền thì nó phải đi ăn cắp ăn trộm, nó dốc nó láo để nó có tiền nó sống. Thật ra cho nhiều mà phước ít, cho con mình nhiều tiền mà lợi lạc không bao nhiêu hết. Tại đó có trường hợp đó gọi là cho nhiều mà phước ít, mà có những trường hợp cho ít mà phước nhiều, vì mình giúp đúng người đúng việc đúng lúc, thì mặc dù một cái bánh thôi, một ly nước thôi, mà cứu người đúng lúc. Phá Hoà ví dụ, ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là Đức Phật của chúng ta đó, khi mà Ngài tu khổ hạnh mà Ngài xỉu ở dưới gốc cây đó, ai là người dâng cho Ngài bát sữa? Cô thôn nữ Tu Sa Đề. Mà dâng cái gì? Có một bát sữa thôi. Ít không? Ít quá chừng mà phước lớn không? Nếu bát sữa đó không cứu mạng của Thái tử Sĩ Đạt Ta kịp lúc đúng thời, ngày nay mình đâu có Đức Phật, ngày nay mình có đạo Phật đâu, có đạo Phật. Vậy có phải là cho ít mà phước nhiều không? Cho có một bát sữa thôi mà lợi lạc cho đại chúng, cho chúng sanh, cho nhân loại cả hơn hàng ngàn năm nay. Thật ra có nhiều khi mình cho nhiều mà phước ít, mà ngược lại cho ít nhưng mà phước nhiều. Và Đức Phật mới nói trong đời của Ngài có hai bữa ăn mà Ngài nhớ nhất, đó là bát sữa cứu mạng, không? Thứ hai là cái chén cháo nấm của ông Thuần Đà khi Ngài sắp mất. Cái câu hỏi kế này nó cũng liên quan tới phóng sanh nè. Việc phóng sanh là việc đúng đắn hay không ạ? Vì người khai lại bắt, sau đó bán cho mình, có cung sẽ có cầu. Có cúng hả? Có cúng sẽ có cầu. À, có cung có cầu. Thì Pháp Hòa mới nói hồi nãy vậy đó, mình có cái nhu cầu thì người ta sẽ cung cấp, nhưng mà tại vì mình đi order người ta mới cung cấp, mình đi đặt hàng người ta mới cung cấp, phải không? Cho nên nó cũng liên hệ vậy đó. Pháp Hòa không có bác chuyện phóng sanh, nhưng mà mình phải làm cho đúng cách là không bao giờ đi đặt, mình ra mình gặp đúng. Mà hơn nữa, nếu như trường hợp Pháp Hòa ví dụ mình ở đây không có hoàn cảnh mua chim mua cá phóng sanh, thì không phải là mua chim mua cá mới kêu là phóng sanh, mà cái ý nghĩa phóng sanh là chúng ta cho người khác sự sống. Ngoài con vật còn có ai nữa? Còn có con người, phải không? Mà con người họ xung quanh mình họ cũng đói khổ dữ lắm, nếu mà mình có thể giúp cho họ, mình giúp cho họ là nó tương đồng với cái sự phóng sanh, mà thậm chí còn lợi lạc lớn nữa. Tại vì con người đó mà họ hiểu, nếu họ sống còn mà họ có học có hành, họ sẽ làm được nhiều việc lợi ích cho đời cho người. Cho nên mình phải hiểu được cái ý nghĩa như vậy thì mình làm cái việc đó nó mới đúng đắn. Xin thầy hoan hỷ, sau khi Đức Phật nhập diệt, chứ không phải nhập việt nha, nhập diệt, phân chia xá lợi ra làm sao, xin thầy giảng cho con được hiểu. Có ai ở đó lúc đó đâu biết phân làm sao. Bây giờ trước hết đó, mình nói chữ nhập diệt, tại cho Phật tử nam ta không biết mấy cái chữ mình viết, ta hiểu mình nói gì. Tại sao gọi là nhập diệt? Bởi vì chữ nhập diệt đó là chúng ta dịch nghĩa từ chữ niết bàn. Chữ niết bàn nghĩa là diệt độ. Diệt độ nghĩa là người đó đã diệt tất cả phiền não, người đó đã độ được cái sanh tử khổ đau, gọi là niết bàn. Giây phút này quý vị ngồi đây, tâm quý vị không có buồn giận ai hết, bình thản, là tâm quý vị đang có niết bàn. Khi nào một tâm trạng mình không còn buồn khổ ai, không còn hờn giận ai, thì giây phút đó là giây phút niết bàn.
Nhưng mà tại vì chúng mình niết bàn rất ít, niết bàn chút chút thôi, niết bàn tạm thời thôi, chút ra mất đôi dép là mất niết bàn. Xây mới để cái bóp xây qua xây lại mất cái bóp là mất niết bàn rồi. Mới mua cái phone mới mà là để đó đi vô thắp cây nhang đi ra làm sao mất cái phone là mất niết bàn rồi. Và niết bàn là khi tâm không còn phiền não là niết bàn. Như vậy Đức Phật luôn luôn sống trong trạng thái của niết bàn. Nhưng mà khi mà chúng ta gọi là nhập niết bàn, nghĩa là Đức Phật đi vào cái chỗ tịch tỉnh viên mãn, không còn, nghĩa là giống như Đức Phật có niết bàn nhưng mà Ngài vẫn thể hiện cái tướng là đi tới đi lui, ăn cơm, rửa chén, làm việc đó. Cho nên Ngài chưa đi vào cái sổ tỉnh tịch viên mãn đó. Để mình diễn tả nói đơn na là Đức Phật qua đời, Đức Phật chết, Đức Phật mất. Nhưng mà ở đây mình muốn dùng cái từ là Đức Phật đã nhập vào, đi vào cái cõi niết bàn tịch tỉnh đó, không còn nghĩa là vướng bận bất cứ một cái gì ở cái thế gian chúng ta. Thật ra là Ngài, cho dù Ngài ở trong cõi đời này nhưng mà Ngài đã không vướng rồi. Nhưng mà tại cái từ đó mình để nói lên cái trạng thái Đức Phật mất thôi. Cho nên chúng ta thường gọi là Phật nhập Niết Bàn. Chứ thật sự ra Phật chưa bao giờ rời Niết Bàn. Có mình nè, mình Ngài biết nhập mấy chập mà ra mấy chập. Chứ còn Phật là không có nhập, có xuất gì nữa, vì Phật ở trong trạng thái của Niết Bàn rồi. Rồi, bây giờ nói là khi mà chúng ta nói là Đức Phật mất rồi á, thì chúng ta đem đi thiêu. Thì cái chữ thiêu á, hỏa táng đó, trong nhà Phật thường gọi là trà tỳ. Thay vì mình xài cái chữ hỏa táng cũng được, nhưng mà nói dễ nghe nó bình dân, bình thường quá, nói cho người ta nát hóc chơi vậy đó. Trà tỳ, không biết tỳ đâu, trà gì đó. Trà tỳ là cái tiếng để dùng cho vấn đề hỏa táng. Rồi á, mình á, thiêu xong ra rồi là đóng trò. Còn đối với Đức Phật á, khi thiêu ra rồi là tất cả những xương, tóc, da, móng của Đức Phật tích tụ thành những cái viên ngọc đỏ đỏ, nhỏ nhỏ, trắng trắng, như là những cái viên, như viên cát, viên sỏi vậy, nhỏ 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 vậy. Thì khi mà đem ra thì tất cả cơ thể của Đức Phật kết tụ thành những cái viên như vậy, thì chúng ta gọi là xá lợi. Xá lợi là gì? Xá lợi là linh cốt. Xá lợi là linh cốt, tức là cái cốt, cái cốt, xương cốt này bây giờ trở thành ra một cái gì đó đặc biệt. Thì theo như trong sử kể là khi Đức Phật mất rồi thì có tổng cộng 8 nước tới tranh giành cái xá lợi đó. Thì lúc đó có một ông Bà La Môn ở trong cái vùng đó. Ông đứng ra, ông can ngăn cái sự tranh giành đó. Ông nói bây giờ để lão làm một cái người trọng tài, lão sẽ đông xá lợi hiêu múc á, lấy cái chung cái chén gì đó múc ra chia đều cho 8 nước, rồi 8 nước đem về mà tôn thờ. Thì khi đó đó, ông chia đủ xá lợi cho 8 nước rồi thì ông quên xin cái phần của ông. Cho nên cuối cùng á, ông xin là cái ống mà để đông xá lợi hồi nãy đó, ông xin cái ống đó ông giữ làm kỷ niệm. Thì theo như trong sử là xá lợi của Đức Phật, nói tốt là xương cốt đi, của Đức Phật chia ra cho 8 quốc gia vào thời đó. Vì lúc đó 8 vị vua đều là những người đã quy y làm đệ tử Phật. Và khi nghe Đức Phật mất thì các vị cũng muốn chia tro cốt để mà giữ kỷ niệm. Thì có ông, một cái ông cư sĩ Bà La Môn lúc đó, ông xin làm cái việc gọi là chia xá lợi. Rồi tất cả những cái người mà giữ xá lợi đó, họ truyền với nhau. Giống như Pháp Hòa kể là lúc Đức Phật vừa thành đạo đó, thì có 2 ông cư sĩ đến đi ngang khu rừng đó và thấy Ngài là một bậc sa môn mà có vẻ đạo hạnh, cho nên đến xin đảnh lễ cúng dường và mới biết Ngài là một bậc giác ngộ. Cho nên 2 vị cư sĩ đó xin quy y,
Và thưa đại chúng, lúc đó mà quy y với Phật thì quy y mấy bảo? Mấy bảo trong tam bảo? Mới có hai bảo thôi. Bởi vì quy y Phật là quy y Phật bảo, quy y theo lời dạy của Phật là quy y Pháp bảo. Nhưng mà Phật chưa có thành lập chư tăng, chưa có độ người xuất gia, cho nên chưa có tăng bảo. Lúc đó hai vị cư sĩ đầu tiên để mà xin thọ giới quy y lúc đó là hai vị cư sĩ ở Miến Điện đi buôn ở đó và thấy Đức Phật và xin quy y với Ngài. Và hai ông mới nói bây giờ chúng con sắp sửa trở về nước, không biết chừng nào mới có cơ hội gặp lại Ngài, xin Ngài hãy cho chúng con một cái gì để kỷ niệm. Lúc đó Đức Phật mới bứt tóc ở trên đầu Ngài đưa cho hai ông cư sĩ đó. Và theo truyền thuyết bây giờ những sợi tóc đó còn đang được tôn thờ ở tại Miến Điện, trên một cái ngọn núi. Vậy thì bây giờ các vị cư sĩ tại gia đó, người huynh đệ đầu tiên của mình là hai ông cư sĩ ở Miến Điện, hai sư huynh của mình. Thì đó là Pháp Hòa nói cái việc gọi là phân chia xá lợi. Và thưa đại chúng, chỉ có Đức Phật mới có toàn thân xá lợi. Còn các bậc tu hành như các bậc tôn đức thì quý Ngài có phần xá lợi chứ không có phải là toàn thân xá lợi. Còn thí dụ như có những vị người ta mất đi, người ta để lại cả cơ thể khô, không có ướp không gì mà cơ nguyên thân còn nguyên vậy đó. Cái đó gọi là nhục thân xá lợi. Nhục thân là gì? Nhục là thịt. Nhục là thịt. Nhục thân là cái thân thể xác thịt này bây giờ cô động lại, còn lại một cái thân xác khô mà không rã. Có. Hiện nay chúng ta vẫn còn những cái thân như thế. Việt Nam mình cũng có. Ở các nước gần đây nhất là có nhục thân xá lợi của Ngài Hải Hiền ở Trung Quốc. Và thưa đại chúng á, xá lợi Phật hiếm quý lắm. Ai mà có được một viên xá lợi, người ta có bạc triệu người ta thỉnh lại chưa chắc mình đã bán. Vì mình có xá lợi Phật là giống như mình có Đức Phật vậy, chứ đâu có phải là gặp ai cũng cho. Bây giờ không biết ở đâu mà ta có cả chén vậy nè, ta gặp mình ta nói trời ơi có duyên lắm nghe, thôi thầy tặng cho viên xá lợi Phật nè. Rồi mai chiều đi chỗ này gặp cái có duyên xá lợi đâu mà cho kỳ cục vậy. Không có cho như vậy được. Xá lợi là ngày, quý vị biết ngày xưa mà vua quan á phải 3 năm mới được chiêm bái xá lợi một lần. Và thậm chí mỗi năm được chiêm bái xá lợi là vua phải đích thân quỳ xuống cung nghinh xá lợi, chứ không phải là bình thường. Ngày nay mình đi mình vác cả chén vậy nè, rồi vô mấy cái tiệm làm tóc á, vô mấy tiệm làm nail phát cho mỗi chị nail. Không phải như vậy. Mà xá lợi đó của ai mình không biết, nhưng mà bảo đảm không phải là xá lợi của Phật. Rồi bây giờ mình nhận xá lợi gì mình làm gì? Để mình tự mình hạnh phúc, mình khoe với người ta là tôi được phước, tôi có xá lợi sao? Mình có xá lợi mình phải trang trọng để mình tôn thờ. Cho nên mà thưa đại chúng, nơi nào có tượng Phật, có quyển kinh, có cây bồ đề, có bánh xe pháp, có hoa sen, đều là toàn thân của Đức Phật. Đó là đại diện cho Đức Phật. Cho nên nếu mà quý vị mà không có, ở nhà mình không có xá lợi mà mình có một quyển kinh đó, là mình có toàn thân Phật đó. Tại vì tất cả lời Phật dạy đều trong đó. Và thậm chí quý vị có được một cái lá bồ đề hay là một cái bánh xe pháp, một cái hoa sen, đều là tượng trưng cho Đức Phật hết. Thì yên tâm chuyện đó. Đó là Pháp Hòa nói thêm. Câu hỏi kế: con trì kinh Pháp Hoa, phẩm đề Bà Đạt Đa có câu bố thí cả đầu mắt tủy ốc thân thịt chân tay là sao, xin thầy giảng dạy. Có gì đâu không hiểu, bố thí là chặt đưa cho ta, móc đưa cho ta. Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa có thưa là bố thí là có hai có ba cách thí ha: tài thí, pháp thí, vô quý thí. Về mặt tài thí có hai phần: nội tài và ngoại tài.
Ngoại tài á là tiền của cơm áo nhà chổng. Nội tài á là thân thể của mình. Nhưng mà ở trong kinh á nói rằng á, bố thí đầu mắt tủy não là ý nghĩa là sao? Ý nghĩa là chúng ta đừng có dính mắc những cái thấy nghe của mình mà hãy cho đi. Phong vào ví dụ nè, mình đi ngang cái mình thấy cái anh cái chị nào đó thấy mình rồi đem vô, trời ơi tôi không biết tôi chọc ghẹo gì nó, lẽ tôi đi ngang nó thấy tôi chứ, bởi tôi ghét tôi thấy lại. Dễ là mình đem cái người đó vô trong tâm mình rồi phải không? Bây giờ mình hãy bố thí đầu mắt tủy não được không? Xả cái đó. Tại sao nhiều khi do người ta nhìn, phải không? Giống như Pháp Hòa có một thầy bạn á, thầy bị bệnh mắt, mà cái cô Phật tử đó rất là ghét thầy, nói thầy gặp con thì cứ nhìn lương lương mà. Nhưng mà thật sự thầy bị bệnh. Thầy cúi xuống là nhìn giống như là thầy đang nhìn ta vậy, hay là thầy nghiêng đâu đó, thầy mới nói trời bữa tôi bị chửi quan mạng chứ. Thì thưa đại chúng là mình cũng vậy, có những cái mình nhìn người ta một lần thôi là mình ghét cay ghét đắng, tại sao mình không móc mắt cho luôn đi? Nghĩa là ý nó là mình hãy xả bỏ cái cách nhìn người như vậy, mình hãy xả bỏ cái đầu óc mà mình luôn luôn luận bàn nghi ngờ người khác như vậy. Mình bỏ được cái đó là mình xả đầu óc tủy não đó. Cái não của mình nó cũng linh động lắm chứ, tại sao không nhìn không nghĩ những cái điều hay mà cứ toàn là nghĩ những cái điều xấu không? Vậy não này có vấn đề, phải không? Cho nên mình phải cần đi rửa, mình cần đi làm cái gì đó, cho nên mình phải làm trong sạch cái thấy nghe của mình. Có nhiều khi nó ngộ một cái là quý vị để ý, hình như mình nghĩ cái điều tiêu cực, cái điều xấu nhiều hơn mình nghĩ điều thiện. Thậm chí mà người ta tới người ta rót cho mình ly nước cái, rồi rồi biết có chuyện gì, tự nhiên cái này tốt đột xuất gì đó. Thế mình luôn luôn mình phải nghĩ người ta phải có vấn đề mình mới chịu. Mà thí dụ như giờ sau khi mình nghĩ xong, 2 tháng sau sao không thấy nhúc nhích gì hết, không biết có âm mưu gì không. Mà 2 tháng nay sẽ im ru. Mà nếu như mà người ta có hành động gì đó, thấy không, tôi nói mà nó đâu qua được mắt tôi. Có phải vậy không? Nó đâu qua đâu được cái đầu, trời ơi đầu tôi là có sạn. Quý vị cứ để ý coi, rồi mình nói những cái câu nói đó, hà là rõ ràng trong đầu mình đó không có kim cương, mình chờ nhận luôn mà. Đừng có quên nha, đầu tôi có sạn nha. Rồi thậm chí mình nói đừng có quên nha, tôi ăn muối nhiều hơn anh ăn cơm. Ý mình muốn khoe là mình là người kinh nghiệm, mình rành đời phải không? Nhưng mà cuối cùng mình quán chiếu lại cái nói của mình, trong người mình toàn là muối mắm, không có bột ngọt, không có những cái chất ngọt ngào, không có những cái gì mà nó trong sáng hết. Cho nên mình tu á, như hồi nãy bà nói, tu là mình phải dừng lại để quán. Thậm chí mình nói xong rồi mình nhìn lại mình nói gì vậy? Xưa nay mình nói cái gì kỳ cục vậy? Mình đã sống sao mà kỳ lạ vậy? Cho nên cái ông Tô Long Pha đó, ông hỏi Hòa Thượng Phật Ấn vậy đó. Ông hỏi Hòa Thượng Phật Ấn hỏi chứ, tể tướng nhìn Bần Tăng ngồi thiền đó, tể tướng nhìn Bần Tăng ngồi thiền giống gì? Ông nói Hòa Thượng ngồi giống đống phân. Khi đó ông mới hỏi ngược lại, vậy Hòa Thượng thấy tôi ngồi thiền giống gì? Ngài Phật Ấn nói tể tướng ngồi thiền giống ông Phật. Ông về ông kể cho cô em gái nghe, nói bữa nay anh với em thầy Phật Ấn nói chuyện qua lại rồi câu chuyện như vậy. Cô gái nghe xong nói anh là người thua cho Ngài Phật Ấn, vì tâm Ngài Phật Ấn là Phật cho nên nhìn anh ngồi giống Phật, còn cái đầu của anh đó, giống phân, cho nên ngồi nhìn Phật Ấn nhìn có giống phân. Quý hiểu câu chuyện. Cái thứ hai có bà kể để chúng nghe câu chuyện. Có cái ông đó vô ông thương nói, và bạch Hòa Thượng, con bây giờ ăn chay trường
ngày tụng kinh hai thời, ngồi thiền hai thời. Lúc này tâm của con nhẹ nhàng, ít buồn, ít giận lắm. Ông vừa nói xong cái hòa thượng thấy vậy, ông không phải là con người. Trời ơi, ông giận đỏ mặt, ông rượt hòa thượng ông đánh. Là nó tại sao tôi kể ông nghe vậy mà ông nói tôi không phải là con người. Thì ông không phải là con người nghĩa là ông là bậc thánh. Lúc đó mới thôi đó. Quý vị hiểu không? Thường thường á, khi mình nghe người ta nói là mình không phải con người á, thì mình nghĩ ngược là không lẽ tôi là con kia. Là mình rượt người ta mình đánh á. Nhưng mình không có nghĩ cao hơn, ngoài con người thì còn có thánh, mà dưới bậc con người mới có súc sanh ngạ quỷ. Nhưng thì mình kể cho hòa thượng nghe, lúc này con ăn chay, tâm con hiền lành, thì hòa thượng đó, vậy ông không phải là con người. Và sao mình không nghĩ nếu không còn là người thì là ở đâu? Thánh. Không hiểu, mình không nghĩ vậy. Nghe người ta nói ông phải là con người đó, mà mình sân si là nó không té tôi là con kia. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên cái tâm của mình á, mình ít có hướng thượng lắm, đa phần mình hướng hạ. Mà chính mình hướng hạ cho nên cái tâm của mình á, gọi là ti liệt á. Nó cái tâm của mình nó luôn luôn nó không có chịu hướng thượng, mà cứ nghĩ cái, cho nên khổ đó. Nhiều khi viết nó hơi nhẹ nhẹ, khô khô vậy thôi, cái mình thấy hơi hơi mà giống dấu hỏi, viết vô cho thành chữ khổ chứ thiệt nó mới có khô à. Nó chưa có khổ gì dữ dội vậy đâu, nhưng mà tại mình thấy vậy còn đồ lên. Cho nên á, mình tu Phật á, là để cái tâm của mình nó trong sáng, và nó đưa cái tâm ý mình đến cái chỗ. Tại sao mỗi ngày mình đứng trước Phật? Phật là đấng tối cao giác ngộ, lập đạo tràng tế độ chúng sanh. Ví dụ vậy. Hay là mình nói là Phật chúng sanh, nghĩa là mình nhận mình là chúng sanh, mình nhận Ngài là Phật. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Ý đó là Phật với con á, cái bản tánh con với Phật luôn luôn trong sáng tỉnh lạc. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Cái chỗ cảm thông giữa con với Phật cái gì? Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Mình xác nhận như vậy mà. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Đưa một cái hình ảnh như là lưới đế châu ở trong một đạo tràng, gọi là lưới đế châu ví đạo tràng. Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Nếu mà ngàn người ngồi đây, chỉ có một Đức Phật thôi là tâm ngàn người có Phật. Ví dụ bây giờ mình đặt cái tượng Phật Di Đà đứng đây nè, ngàn người đứng trước đây là ai cũng đồng một niệm: à, Phật Di Đà. Vậy phải không? Một Đức Phật đứng đây mà chiếu vô tâm của ngàn người, thì như vậy là lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Nếu mà Phật ở trong tâm của mình rồi, mình nhìn cái là mình biết Phật liền. Cho nên cái chuyện mà mình bố thí tay chân đầu mắt tủy não đó là chuyện có thật và chuyện rất cần làm. Mà không phải mình móc mắt này ra, mình thẻo lỗ tai này, mà mình phải quán cái người ta nói. Thậm chí người ta cho mình một cái pháp mà mình cho là pháp dở. Ba cô đội gạo đi chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa sư đeo. Sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu. Cái bài đó là một bài thơ chế nhiễu người tu. Nhưng người ta trao cho mình một cái pháp, cái pháp đó gọi là pháp chế nhiễu. Mình định nó vậy đi. Nhưng với cái người mà có Phật pháp, biến cái này ra thành chế nhiễu, ra bài Phật pháp chứ có sao đâu. Các cô là người đi chùa, gặp thầy có tâm, có động lòng thương thầy, ngược lại thầy cũng có động lòng thương mình, chuyện bình thường thôi, người đời mà. Nhưng mà hay cái là sư ốm lăn ốm lóc sư vẫn còn tu. Tại vì ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu, nghĩa là sư quằn quại xong rồi sư vươn lên sư tu tiếp. Còn nếu mà sư quằn quại xong rồi sư nói: Can I follow you?
tôi có thể đi theo cô được không? Thì cái này tiêu. Cho nên đó, người ta có thể trao cho mình một món, nhưng mà mình biết cách biến chế. Ở đây người Nhật họ hay có cái wasabi ăn sushi, có mấy cái trái gì ô mai mà mặn mặn để ăn cơm nước trà đó. Mình thấy vậy thì mình phải, người ta đưa mình dĩa đâu có là trút hết vô đó ăn, rồi nhăn mặt nó món gì vẫn ẹt. Người ta đưa mà anh phải biết, anh ăn không được nhiều chưa biết nó là gì, múc miếng thử, ăn được mới ăn nhiều, mà cho dù có ngon có thích cũng vừa chừng. Chứ còn nếu mà nó ngon mà quá độ thì nó cũng đã thành ra dở. Có nhiều khi cái pháp người ta đưa là đúng mà vô tay mình thành trật lắm. Mà thậm chí mà nếu mình biết rồi là pháp trật mà vô tay mình biết cũng thành tổ. Quý vị thấy được điều đó không? Người hiểu Phật pháp rồi, pháp nào vô tay mình cũng thành ra Phật pháp đó. Còn mình không hiểu rồi đó là pháp nào cũng không phải là cái pháp của mình. Con xin hỏi về cách thức để tu tập, để tinh tấn. Một, hàng ngày cần làm những hoạt động gì và có theo những thời gian như thế nào? Hai, làm thế nào và có nên và có được học theo thầy Thưa đại chúng, cái câu hỏi này rất là thiết thực. Bây giờ mình đặt cho mình một câu hỏi, nếu mình là một Phật tử thì mình phải làm như thế nào để sự tinh tấn của mình hàng ngày nó được liên tục? Chữ tinh tấn là siêng năng. Mà tinh tấn không phải là siêng một ngày rồi ngưng mấy bữa, mà chữ tinh tấn nghĩa là sự siêng năng liên tục. Giữ được cái mức độ trung bình đó liên tục, không có dừng nghỉ. Thì thứ nhất, đối với một Phật tử á, về đời sống hàng ngày, đây là đời sống tâm linh đó, nếu như mình có thể lập cho mình một cái bàn thờ Phật, tùy theo hoàn cảnh gia đình. Lỡ không làm được cái bàn thờ, mình có hình Phật mình để trong nhà cũng tốt. Còn về hình thức, tùy mình, thắp nhang cũng được, còn không thì đứng trước Phật lễ Phật. Nhưng mà quan trọng là mỗi ngày có một thời khóa nhất định, tụng một thời kinh, hoặc là ngồi thiền, hoặc niệm Phật 15 phút. Mình có thời gian mình làm nhiều hơn. Đây Pháp Hòa nói trung bình 15 phút. Nếu mà ai ngồi thiền được, ngồi thiền. Ngồi thiền 10 phút xong rồi tụng thời kinh ngắn, 10 phút cũng được. Nói chung là hoặc là mình cho mình 30 phút mỗi ngày, 15 phút ngồi thiền, 15 phút tụng kinh. Hoặc là 10 phút ngồi thiền, 20 phút tụng kinh. Vì nếu không có những cái này thì đời sống tâm linh mình nó thiếu, và sự gia trì, gia lực mỗi ngày của mình nó bị thiếu. Mỗi ngày mình uống luôn một viên thuốc bổ, thì mỗi ngày mình tụng thời kinh hoặc là ngồi thiền, đó là một viên thuốc bổ của tâm. Bên cạnh đó, nghe pháp. Vì khi mình có nghe pháp đó, mình mới mở mang được cái hiểu biết của mình. Căn bản nhất là về cái đạo giáo mà chúng ta đang theo. Ví dụ như mình là Phật tử mà mình không hiểu đạo Phật là gì, không biết Phật là ai, Phật nghĩa là gì, Bồ Tát nghĩa là chi, thì một thiếu sót lớn. Có nhiều Phật tử mà hỏi Phật là gì trả lời không được. Cho nên quý vị muốn biết cái đó, quý vị phải đọc cái bộ Phật học phổ thông. Còn nếu không đọc á, đi vô trong YouTube bấm Phật học phổ thông, người ta đọc trọn bộ đó trong băng cho mình rồi. Mình có thể tải cái đó xuống máy của mình để mình nghe cái bộ đó. Một là phải đọc bộ Phật học phổ thông. Còn nếu không đó là phải đọc cái cuốn Bước đầu học Phật. Còn không nữa là mình đọc cái cuốn Trái tim của Bụt. Những cuốn đó là những giáo lý rất căn bản về đạo Phật. Còn quý vị nào muốn biết cuộc đời của Đức Phật, đọc cái quyển Đường xưa mây trắng. Hoặc là bây giờ trong phim á, Ấn Độ đã đóng một cái bộ phim là Đức Phật The Buddha, dài 50 mấy tiếng, có thể xem bộ đó. Nhưng mà nhiều khi nhiều giờ quá mình không có thời giờ đi tìm những tài liệu đó đọc.
Nói chung là về mặt hiểu biết, kiến thức, chúng ta phải nghe pháp để mở mang hiểu biết của mình. Mà mình hiểu này không phải lợi lạc chay mà cho chính bản thân mình. Trước hết là mình hiểu được đức tin của mình, cái niềm tin của mình vào một đạo giáo hiện đang là như thế nào. Về mặt tu tập, lợi ích cho bản thân, lợi ích cho gia đình, lợi ích cho thân tâm là phải có một thời khóa tu tập. Ngoài ra cái chuyện bố thí cúng dường gì đó, đó là phụ. Chúng ta có khả năng bao nhiêu chúng ta làm. Còn cái chính yếu là làm sao mình trau dồi những cái đó để thi xin lỗi đại chúng á. Nếu như hàng ngày quý vị có nghe pháp tụng kinh đó là giảm si mê, có tụng kinh niệm Phật là giảm sân si tham đắm. Mà con người mình bị ba độc bao vây mỗi ngày, đó là độc tham, độc sân và độc si. Và nhờ những cái thời kinh, nhờ những cái bài giảng đó mà chúng ta giảm mê lầm. Chúng ta si mê là gì? Chúng ta không hiểu biết. Mà khi chúng ta có hiểu biết rồi đó, chúng ta dẹp được cái si mê, tâm tư của mình mở ra. Mà ngày xưa đi tìm bài giảng khó chứ ngày nay đâu có khó đâu. Ngày nay cái kho tàng giáo lý nó nằm sẵn ở trong cái lòng bàn tay của mình, là cái điện thoại cầm tay của mình đó. Nhiều khi mình chứa hàng trăm bài hát trong cái cell phone mình mà không hề có một bài giảng. Đó là sự thiếu sót. Nghe nhạc không có sao, không tội lỗi gì hết, nhưng mà nghe giải trí chơi cho vui chứ còn hoàn toàn không lợi ích. Đó là chưa muốn nói là nghe xong còn khổ đau quằn quại theo nó. 5 năm rồi không gặp từ khi em lấy chồng, tôi cuộn mình trong chăn. Trời, mình nghe xong thì mình quằn quại theo từng cái bài hát đó. Cho nên á, mình biết được cái chuyện mình coi phim giải trí không có sao hết, đó là quyền của mình thôi. Nhưng mà mình đã hướng về cái mặt đời sao thì đừng quên cái mặt tâm linh, nó phải tương như vậy. Tại nhiều khi như hồi sáng mà nói, cái khổ là cái khổ tâm. Cái khổ tâm nó mới khổ, làm cho con người khổ, chứ có cái thân đói một chút, lạnh một chút không sao đâu. Mà mình chấp nhận đói một chút, khổ một chút là tâm khỏe. Còn cái chuyện mình muốn tu làm như thế nào và nên và có được, dạ được và nên, còn làm sao em không biết. Làm như thế nào để tu theo thầy, tu theo thầy là tu cách nào, muốn đi xuất gia theo thầy hay mình học cái hạnh của quý thầy. Bây giờ đại chúng có thể thân xuất thân tại gia nhưng mà tâm xuất gia, thân chưa đi tu được nhưng mà mình có thể làm người xuất gia ở nhà mình được. Bây giờ trước hết hiểu ba nghĩa của chữ xuất gia nè. Một là xuất thế tục gia, là ra khỏi nhà mình đang sống. Hai là xuất phiền não gia. Ba là xuất tam giới gia. Cái nhà mình đang sống mình chưa làm được, tại vì mình còn đang tại gia. Nhưng mà cái nhà thứ hai là quan trọng nhất, là nhà phiền não. Có nhiều khi cái nhà phiền não đó nó không có réo mình, nó không có gọi mình đi ngang, mình đứng vô cửa nó có chuyện gì vậy, ai trỏng cho tôi vô chơi. Cho nên mình là cái người tự đi gõ cửa phiền não. Khi nào mình giảm được phiền não là mình biết rằng mình có xuất gia được không. Nếu mà mình đi xuất gia mà lúc nào mình cũng buồn người này giận người kia đó, muốn đi xuất gia mà cái kiểu vậy đó là khó xuất gia lắm. Tại vì hàng ngày mình làm một người tu là tiếp 100 người, 1.000 người, mà người nào mình cũng giận hết trơn. Cuối cùng mình lên ôm một cục giận đi ngủ. Thì mình làm được cái nghĩa thứ nhất là ra khỏi nhà thế tục. Nhưng bù lại mình bị cái nhà thứ hai nó đè mình quá nặng là phiền não gia. Thì quý vị thân tại gia mà tâm xuất gia, học những cái hạnh của người tu. Mà hạnh người tu là gì? Thứ nhất, thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ. Ít muốn biết đủ nghĩa là cái gì mình thật sự là hiện tại đời sống mình đủ đó, chứ không có thiếu đâu. Còn mà mình khổ nữa là tại mình muốn dư. Mà dư để làm gì? Cất. Cất chi? Cho chắc chặt. Chặt để chi? Lâu lâu buồn, dọn dẹp, năn nỉ người ta cho. Có nhiều khi ham rẻ, mua mua về không xài, lâu ngày chặt, hốt dục. Dục xong chỗ đó trống quá, mua về để tiếp. Cho nên nhà mình không bao giờ trống. Trống được chừng vài bữa thôi là tự nhiên mình thấy cái món đó nó có, mình nhớ tủ nhà mình chỗ đó trống, cái này để vừa là lập tức kiếm cái khác lắp vô. Cho nên thiểu dục tri túc là một cách.
Con nghe nhiều vị thầy thuyết giảng nói rằng sau khi Đức Phật đắc đạo đi thuyết pháp giảng dạy chúng sanh, xóa bỏ phân biệt giai cấp và kỳ thị chủng tộc. Vậy làm như thế nào ở trong chùa xóa bỏ phân biệt giai cấp và kỳ thị chủng tộc? Ở trong chùa có kỳ thị chủng tộc không? Người Việt với nhau không có chủng tộc gì mà kỳ thị. Nếu mà có chắc kỳ thị miền. Này Huế, bánh bột lọc, tôi bánh xèo. Thưa đại chúng á, Đức Phật từng tuyên bố như thế này nè: không có giai cấp, trong giọt máu cùng mặn là giọt máu, trong giọt máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Đức Phật đã nói như vậy. Nhưng mà thưa đại chúng là cái chuyện kỳ thị á, nó là một trong những cái căn bệnh trầm kha của chúng sanh. Và chúng ta không thể chỉ nói cái phương pháp hay lời Phật mà chúng ta tự trừ nếu chúng ta không chịu khó giảm cái đó. Ví dụ như trong lòng mình giữ khởi lên đó. Huế mồng, Huế mơ, Huế bà lơ, mất đó dẹp. Mình kỳ thị. Nhưng mà ví dụ mình trong tâm mình khởi như vậy, cái mình nói thôi thôi cái này không nên có. Thật ra thì cái chuyện mà chúng ta có khởi những cái tâm nhiễm ô trong đời sống là chuyện bình thường, không có gì tội lỗi đâu. Nhưng mà cái quan trọng là mình có nhận ra cái tâm đó không, để mình dừng nó ngay đó, chỗ đó là tu đó. Còn cái chuyện mà mình khởi tâm tầm bậy là chuyện bình thường, mà mình có tiếp tục cái tâm nghĩ, suy nghĩ tầm bậy đó và tiếp diễn đi hành động tới cái tâm tầm bậy không, đó mới là cái vấn đề. Cho nên nghiệp mà mình tạo là ngay cái chỗ này để, chứ không phải ngay cái khởi. Pháp Hòa ví dụ như Pháp Hòa có cái tánh ăn cắp, mà thấy của ai mà để mà không có chủ là duyên cho mình ăn cắp. Trời ơi, tôi muốn tu mà sao nó cứ chán giảm trước mặt tôi hoài. Mình có cái tánh ăn cắp mà cái vật mà nó cứ trước mắt mình hoài mà không có ai ngó ngàng, vậy là duyên cho mình ăn cắp. Xong mình suy nghĩ có cách nào ăn cắp, gọi là cách thức ăn cắp. Cái giả bộ ngó ngó có ai cái lùa nó vô đây, giấu tay, cái chắp tay ngồi Phật, đi thẳng ra xe, cất vô xe. Mình là nhân ăn cắp, cái vật để bên ngoài là duyên ăn cắp. Suy nghĩ cách nào là cách thức ăn cắp. Ba cái đó gom lại thành nghiệp ăn cắp. Bây giờ cái của đó để mà mình không có nhân ăn cắp, nó vẫn ngồi đó. Cho nên ví dụ như người ta dạy cho con nít nhịp không ăn cắp, thấy của rơi để đó chứ không lấy. Thành thử ra từ nhỏ nó được dạy không có cái nhân ăn cắp, thì duyên ăn cắp nó rơi rớt đó, không đụng vô của người không phải của mình không lấy. Nhưng mà cái môi trường của chúng ta, cái môi trường nghèo đói, ai để hở là mình rưng, người nào để kỹ cứ rình, ai để kỹ là mình rình, thể hở là mình rưng. Thật đấy, cái môi trường sống nó làm cho con người mình tham đắm. Cho nên thắng ngàn vạn quân ở bãi chiến trường không bằng tự chiến thắng mình là vậy đó. Mà chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Có một thầy tu đi tu mà vui lắm. Ổng đi tu mà tối ngày ổng cứ cầm cái cuốc ổng ngó hoài, biết sao không? Hồi nhỏ ổng làm ruộng, rồi cái cây cuốc đó nó giúp cho ổng làm ruộng rất là tốt, cho nên ổng đi tu rồi mà ổng còn tiếc cái cây cuốc đó, ông cất hoài à. Phải chi ông biết luôn cái bài hát á: cây cuốc cong thì mình mong cây cuốc gãy, cây cuốc gãy thì mình khỏi đi cày. Thì một hôm nọ đó, ông đi tu mà ông không bỏ được, cho nên rồi ông ngồi thiền, ông cất vô tủ, xong vài ba tháng sau cái ông nhớ nó qua, cái ông cầm ông vuốt ve nó. Đến một ngày nọ ông quyết định, ông đứng ngay cái vực thẳm á, ông nói là: ta cảm ơn ngươi đã theo ta mấy mươi năm cho ta sự sống, mà cũng vì ngươi mà ta ngồi thiền không được. Quyết định dứt cái cây cuốc đó xuống dưới cái vực sâu đó. Sau khi mà vứt xuống đó rồi, ông đứng la lên:
ta đã tự chiến thắng ta rồi, ta đã tự chiến thắng được ta rồi. Thì lúc đó một đoàn quân đi đánh giặc mới vừa về tới ngay cái góc đường đó, ông vua ông dẫn một đoàn đi đánh giặc thắng về tới nhà. Ông nói ta tưởng đâu ta mới chiến thắng trở về, có kẻ nào nó hay hơn ta nó thắng ai. Thì ông vua mới kêu cái vị thầy nó tới nói chuyện. Thì ông thầy mới kể, ông nói tôi đã tự chiến thắng được tôi. Vì con người mình ai cũng có những cái dính mắc, những cái chấp trước mà mình không xả được. Mà hôm nay tôi xả được cái chấp trước đó, cho nên tôi cảm thấy hạnh phúc, nhẹ nhàng, tôi thắng được tôi. Lúc đó hoàng thượng nghe xong say lại: ta là một hoàng thượng mà hôm nay nghe một hòa thượng. Và hòa thượng này nói rất chí lý: ta vừa dẫn cả hàng ngàn lính đi đánh giặc thắng trở về, nhưng ta vẫn thấy rằng ta thắng ngàn quân địch ở bãi chiến trường, ta vẫn chưa thắng được ta là thắng cái tham của ta. Ta cũng muốn lánh đích giành dân, cho nên ta đi đánh phạt người khác mà không quan trọng đời sống của người khác, chỉ vì giành một miếng đất mà sát hại bao nhiêu người. Ta không thắng được cái tâm tham của mình. Hôm nay ta thấy được cái lời khai thị này, từ đó mình mới có cái câu trong kinh: thắng ngàn quân giặc ở bãi chiến trường không gọi là đại thắng, mà thắng được chính mình mới gọi là chiến công oanh liệt nhất. Thế thì kỳ thị cũng là một tâm hành bất thiện, nó nằm ở trong muôn ngàn những cái tâm hành bất thiện khác, như là tham, sân, si, ganh tị, đủ kiểu hết. Tại sao mình kỳ thị? Tại mình tham, mình muốn mình độc tôn. Đấy, mà không khéo đó nha, người tu thiền, người tu mật, người tu tịnh cũng rơi vào tham sân si mà mình không biết. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa tu thiền là luôn luôn là Pháp Hòa sẽ bác người tu tịnh. Nó tối ngày cứ réo tên ông Phật hoài, không để ông yên. Ví dụ Pháp Hòa bác người tu tịnh đi, chỉ có pháp thiền là pháp duy nhất có thể làm cho con người mình giải thoát khổ đau. Nói vậy đó, mình nói như vậy mình có tham không? Mình tham đưa cái pháp của mình lên. Mà ai mà không làm theo đúng pháp mình là mình nổi sân. Và mình luôn luôn đi phê phán người này người kia là mình si mê. Cho nên pháp tu làm cho mình thanh tịnh giải thoát, mà rốt cuộc pháp tu làm mình thêm tham, thêm sân và thêm si, mà mình không hề hay biết. Cho nên cái con ma đó, đó nó linh động lắm. Gọi là gì? Thiên ma. Ma có bốn loại: tử ma, thiên ma, phiền não ma, ngũ ấm ma. Cho nên gọi là tứ ma. Ngũ ấm ma không phải là ngũ ấm quá rồi đã thành ma. Ngũ ấm ma là trong cơ thể mình có đủ năm chất: đất, nước, gió, lửa, sắc, thanh, hương, vị, xúc. Năm cái đó nếu mình không có rõ được nó thì nó làm mình khổ, nó làm cho mình bị dính mắc khổ đau. Cho nên á, phân biệt chủng tộc, cái kỳ thị giai cấp, nó cũng là một cái tâm hành bất thiện ở trong muôn ngàn những cái thứ khác. Vậy vừa khởi lên nó không nên có. Cho nên tại sao trong chùa ngồi đất? Vì mình muốn bình đẳng mọi người, trừ những bậc thượng tọa đau chân. Ai đau chân đau lưng cho lên làm thượng tọa. Thế giới mình, chúng ta đi chùa tại sao mà áo tràng? Tại vì anh mặc áo tím, áo xanh, áo vàng, áo đỏ, áo ngắn, áo dài gì không cần biết. Nhưng khi anh vô chùa rồi, tất cả cùng một màu với nhau hết, là màu lam, và cùng một kiểu với nhau. Không có còn ai ngồi nói áo này đẹp mái đâu vậy, giải này đẹp mái đâu vậy. Nhiều khi mặc áo tràng mà còn dính vụ đó nữa: trời, áo chị đẹp quá mái đâu vậy, áo tôi may chỗ nào xấu quá. Cổ mặc gì đâu mà nó cứ rớt lên rớt xuống, còn cổ của chị sao nó đứng quá. Giải chị như tốt này kia. Mặc áo tràng là để
không còn cái phân biệt màu sắc áo quần nữa. Cho nên Phật tử đi chùa nó khác lắm. Cái người Phật tử mình nó lạ, trong đạo Phật nó là cái ngày là càng là lễ lớn thì ngày đó lại càng thanh tịnh tu hành ăn chay chứ không có mở tiệc. Thấy hay không? Phật đản là ăn chay chứ không có mở tiệc ăn mừng ngày Phật. Một đức Phật, một bậc thánh ra đời mà muôn ngàn con vật nó cát nó chết thì làm sao gọi là thánh được? Cho nên một bậc thánh ra đời là vạn loại chúng sanh phải được hưởng phước. Cho nên thể mà ngài là Phật đản hay vía Phật Bồ Tát là đã là Phật tử là ăn chay, biết bao nhiêu gà vịt nó được cứu ngày đó. Rồi ngày hôm đó là thể là Phật tử mà biết mà ngày đó là ngày chay lạc của các bậc thánh rồi là phải tu, không có rượu che cơ mà. À, nếu mà chè thôi khỏi rượu cũng được. Nó khác lắm. Thầy cho con hỏi khi bị tâm bệnh thì nên đi đến chùa hay đi gặp bác sĩ tâm lý để giải quyết vấn đề? Cả hai. Tại vì bác sĩ có thể cho thuốc để người đó an thần, nhưng mà chỉ là một phần an cái thần để cho cái thân họ yên thôi. Nhưng mà cần dẫn đến chùa để nhờ quý thầy, nhờ những bậc thiện tri thức giúp cho tâm thức người đó. Và ở trong chùa gần với chùa nhiều hơn, bác sĩ chỉ có một phần đóng góp về cái mặt thân thể bệnh thôi. Còn tâm bệnh là phải tới chùa, nhưng mà cũng phải nhờ một phần của y tế để giúp cho mình, an cho cái người đó trước khi mình, người đó chịu ngồi nghe mình nói chuyện. Dạ thưa thầy, nếu sinh ra nếu lỡ bị mất sớm thì điều đó là điều đau buồn hay có thể xem là một sự hạnh phúc? Cái này tùy việc chứ. Thí dụ như mình sanh ra mà mất sớm thì có người nói đó là hạnh phúc, mà cũng có thể là một điều đau buồn. Nó cũng không có một câu trả lời chính, là bởi vì nó tùy theo một cái hoàn cảnh. Cũng chưa chắc chết đã là một cái điều bất hạnh, vì đứa nhỏ đó nó sinh ra nó bệnh tật, mà giờ mà thật sự có ai muốn nó chết đâu. Cho nên cái này là không có đau mà cũng hạnh phúc gì. Nghiệp thế nào thì mình nhận thế đó. Và cái hạnh phúc hay là cái an vui, cái bình thường hay không là chúng ta chấp nhận sự thật nó như là. Ví dụ mình một cái người đó họ chết sớm, mình gọi là chết yểu. Nhưng mà có những người, người ta nói thôi nhiêu đủ rồi, tại vì sống già, sống lâu làm phiền người khác. Cho nên mỗi người mỗi phước, mỗi nghiệp tùy theo cái duyên, là chúng ta không có thể xác định cái điều đó đúng hay sai. Mấy câu hỏi này nó giống nhau ha. Con có câu hỏi liên quan đến anh trai của con. Anh con thường có những giấc mơ về chùa, về những ký ức ngày trước, thì còn bây giờ mơ thấy thường xuyên. Anh con mơ thấy một ngôi chùa có tên là Hồi Lâm, và thấy tên của mình cùng một bài thơ trên bia đá nói về mình. Anh con nhiều lần tâm sự với mẹ rằng kiếp trước anh ấy đã từng đi tu. Tuy anh con chưa từng học qua Phật Pháp nhưng biết rất nhiều kinh và thơ. Anh con cũng thường ngồi thuyết pháp với một người từng đại học Phật giáo từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Có rất nhiều chuyện con không biết diễn tả như thế nào, nói ra mọi người chắc không tin. Nhưng riêng con thì tin, con muốn hỏi thầy rằng những giấc mơ và những điều nói trên có phải anh con có duyên với tu hành hay là sự trùng hợp ạ? Con biết có hơi lũng cũng, mong thầy bỏ qua này. Có lũng nhưng mà cũng đọc rồi. Thưa đại chúng, theo như trong sách á, mơ có 5 nguyên do. Một là do mình nằm cũng không có đúng thế, mình bị mơ mộng cũng có. Hai là hàng ngày mình suy nghĩ về cái đó nhiều, tối mình nằm mơ cũng có. Thứ ba là túc nghiệp của mình đời trước, duyên của mình đời trước mình gặp lại cũng có, bởi vì nó hằn sâu trong cái ký ức của mình. Cái thứ tư là do các thiện thần mách bảo cho mình. Thứ năm là ác quỷ thần phá quấy mình. Đó là 5 cái điều mà lý do, nguyên do mà mình nằm mơ. Trường hợp của vị đạo hữu này đó,
là do đời trước đã từng tiếp xúc với chuyện tu hành, cho nên có thể là tu rất là chín chắn và tu rất là gần gũi, nhưng mà có lẽ giờ phút cuối đó bị một cái duyên gì đó không còn giữ được mình trong đời sống tu. Hoặc là người này nguyện trở lại đời này để tiếp tục tu, nhưng mà do cái phước được sanh ở trong một môi trường tốt, nhưng mà rồi trở lại không có đủ, không có, chưa đủ duyên gặp một thiện tri thức khai mở để cho người đó tiếp tục con đường tu của mình, mà người đó vẫn sống theo cái đời nhưng mà thường thấy những cái hình ảnh tu hành của mình. Pháp Hòa kể đại chúng nghe là chuyện của Ngài Khuy Cơ. Ngài Khuy Cơ á, đời trước Ngài là một người tu, và Ngài thấy Ngài rất mong muốn trở lại cõi đời để tiếp tục độ đời, nhưng mà phước báo Ngài lớn quá, cho nên khi Ngài tái sinh trở lại, Ngài lại trở về gia đình của một gia đình quan chức. Mà quý vị biết những gia đình quan chức thì đời sống lúc nào cũng rất là sung túc, và thậm chí là ăn chơi nhiều nữa. Cho nên Ngài lọt trong cái môi trường đó, Ngài tiếp tục ăn chơi và quên lửng cái nguyện trước của mình là đi tu để độ đi. Đến khi Ngài Khuy Cơ gặp Ngài Huyền Trang, thì Ngài Huyền Trang biết được túc nghiệp của Ngài Khuy Cơ, cho nên mới khuyên Ngài Khuy Cơ đi tu. Nhưng mà lúc đó Ngài Khuy Cơ bị nhiễm quá với cái đời rồi, cho nên Ngài Khuy Cơ ra điều kiện là nếu như con đi tu, Hòa Thượng Huyền Trang phải cho con ba việc, vô chùa con mới chịu. Một là cho con dẫn gái đẹp vô chùa, hai là phải cho con ăn thịt, ba là phải cho con uống rượu. Ngài Huyền Trang đồng ý hết ba điều kiện đó. Thì cái ngày mà đưa ông vô chùa làm lễ xuất gia đó, Hòa Thượng Huyền Trang đi trước, Ngài Khuy Cơ đi sau. Ở phía sau là ba chiếc xe, một xe gái đẹp, một xe rượu, một xe thịt. Nhưng khi mà đi vô tới cửa chùa, chuông trống bát nhã vang lên, tiếng tụng kinh niệm Phật rền lên, tự nhiên nó đánh động trong tâm thức của ông, giống như ông đã trở về một cái trạng thái nào của mình trong đời trước. Bất giác ông khóc ròng rủa. Ở đây có Phật tử nào tụng kinh mà khóc không? Đã mình có khi nào mình tụng kinh mà khóc là biết là đời trước mình đã từng có những trang kinh như thế. Khi mà Ngài tỉnh giác cái lúc đó, Ngài xoay lại, Ngài xoay lại, Ngài nói với ba chiếc xe kia, thôi ta không cần đến ba thứ này nữa, cho lui. Và từ đó về sau Ngài trở thành một người đệ tử thân tín của Ngài Huyền Trang. Và chính những tác phẩm mà của Ngài Huyền Trang đó mà sưu tập là do Ngài Khuy Cơ và Ngài Viên Trắc sưu tập lại. Và Ngài Khuy Cơ là một đệ tử rất cận với lại Ngài Huyền Trang. Bây giờ cái tháp của Ngài Khuy Cơ vẫn còn đang ở bên Trung Quốc và bên cạnh tháp của Ngài Huyền Trang. Nếu ai đi về Tây An á, mà đến cái chùa mà chôn Ngài Huyền Trang đó, thì sẽ thấy rằng có ba cái tháp, Ngài Huyền Trang ở giữa, hai bên là hai cái tháp của hai người đệ tử của mình là Khuy Cơ và Viên Trắc. Thì ở đây Pháp Hòa cũng kể lại để thưa với, để nhắc với chúng ta là chúng ta đã từng có những cái túc duyên như thế, nhưng mà sâu dày hay là mỏng manh thôi. Có những người đọc kinh rất nhanh, chỉ cần 2-3 lần kinh là thuộc, là biết người này là sâu rồi đó. Mà có những người rất là hay, hát chừng 2 lần là thuộc, còn kinh tụng 2 năm không thuộc, là mình biết người này đời trước đã từng là ca sĩ, còn không là phải ca lẻ, chứ không phải là một tu sĩ. Còn thí dụ như đời này mình nghe tới cái chữ Phật Pháp là tâm mình phát khởi nhanh lẹ là mình có duyên nhiều đời. Còn đời này á, hồi nhỏ cũng nghe, nghe cho tới lớn, nghe lúc có chồng rồi luôn, nghe lúc có vợ luôn, mà không tỉnh nhớ đó. Tới cái lúc khổ cùng cực cái tự nhiên nhớ lại, là biết cái duyên nó mới chín. Tới khi mình khổ cùng tận rồi á, mình mới biết được Phật Pháp. Có nhiều người biết Phật Pháp là nhờ sao biết không, khổ quá, bắt đầu Google có gì hết khổ. Ví dụ như khổ vì tình duyên, khổ gì gì đó, là bấm đại lên Google vậy đó. Ai ngờ lọt ra mấy cái bài pháp liên hệ tới những cái câu đó, từ đó khai mở. Cho nên tất cả đều là cái duyên hết.
người đó đã từng đối xử không tốt với con, nhưng hiện tại con và người đó trở thành một nhà. Đấy, duyên rồi đó. Con đã bỏ qua hết tất cả những điều mà họ đã đối xử xấu với con, họ đã làm con phải đau khổ, nhưng lâu lâu con cũng buồn vì nhớ lại. Lòng con vẫn rất giận và không thể quên được. Cái này là càng cố quên thì càng nhớ. Cái này cũng bình thường, vì chúng ta còn những người sống trong đời, và cái emotional, tức là những cái cảm xúc của mình bình thường thôi. Nhưng mà cái điều là chúng ta khi nó trồi lên, chúng ta đi tìm một cái chỗ nào ngồi để cho nó lắng xuống. Chúng ta không cần làm gì hết, chỉ cần nhận diện đơn thuần tôi đang buồn. Giống như có người nói vậy đó, không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Còn mình buồn, mình biết rất rõ, tôi buồn vì người kia, tôi không phải buồn vì nắng mưa, phải không? Tôi buồn vì người đó. Mà bây giờ tôi đứng trước mặt người đó, cái bao nhiêu khổ đau nó trồi lên, cho nên tôi không tiếp tục đứng trước mặt người đó, tôi đi tìm một chỗ khác để cho cái tâm hành của tôi nó lắng xuống. Và chúng ta là những người sống, chúng ta nhận diện những gì đang xảy ra trong thân tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta đau bụng, chúng ta biết chúng ta đau bụng và đi tìm thuốc uống cho hết đau bụng. Và thậm chí đang đau bụng mà ai đưa cho mình trái dưa leo, nói dạ không, tôi đang đau bụng. Ai đưa cho mình một ly nước đá, nói dạ không, tôi đang đau bụng, tôi đang cần một ly nước nóng, tôi đang cần một miếng dầu. Thì cái tâm của chúng ta cũng thế. Khi nó có những cái tâm hành, nó khổ đau, nó trồi lên, chúng ta biết làm gì giờ? Không lẽ lại kêu người đó ra chửi lộn tiếp, hay là hẹn người đó ra bươi lên những cái khổ đau ngày trước, chỉ nó lỡ lét ra thêm, nó không có tốt. Thì chúng ta đi tìm một cái chỗ nào để chúng ta lắng xuống. Nó qua cái cơn đó rồi, nó sẽ trở lại bình thường. Thưa đại chúng, Đức Phật nói cái cảm xúc con người nó ở ba chỗ nè: vui nè, buồn nè, không vui không buồn. Có không? Mình có bao giờ mình rơi vào ba trạng thái này không? Giống như hiện giờ là vui không? Không. Buồn không? Không. Hỏi gì? Bình thường. Vậy thì cái trạng thái bình thường này nó có giữ thường như vậy hoài không? Không. Cái thường nó cũng sẽ theo vô thường mà nó vui buồn. Cái buồn nó cũng sẽ theo vô thường mà nó vui hay nó bình thường. Cái vui nó cũng sẽ theo vô thường mà nó buồn hay nó bình thường. Vậy thì ba cái trạng thái vui, buồn, bình thường đều là vô thường. Vì sao? Vì nó đều là những cái thọ. Thọ là cảm thọ đó. Trong con người mình có năm uẩn nè: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhớ không? Sắc là sắc thân, thọ là cảm thọ nè: lạnh, nóng, cay, biết hết. Vui buồn biết hết. Đó là cảm thọ. Nhưng bất cứ cảm thọ nào nó cũng là duyên, và nó vô thường, nó tạm. Ví dụ như hôm nay quý vị nghe Pháp Hòa đến đây, quý vị rất là vui quý vị đến, và quý vị nghĩ rằng mình vui như vậy. Nhưng mà gặp mình vừa tới cửa thôi, gặp cái người mình không ưa 3 năm trước rồi dội, thì lúc đó cái cảm thọ mình nó khác rồi. Hồi nãy mình vui, mình rất là hớn hở, mình sẽ gặp thầy. Nhưng mà gặp cái người kia, cái là cái vui đó, nó chuyển hướng liền, nó sang ra cái hướng là bực bội. Nhưng mà rồi đi lánh cái người đó đi, ra làm sao ngồi. Cái vui, buồn và trung bình đó, nó ở trong con người chúng ta. Và chúng ta biết rằng tất cả mọi cảm thọ là do duyên thôi. Tại duyên mình gặp người đó, rồi cộng thêm người đó với mình đã từng có nội kết, nó kết hợp với nhau, mặt mày của người đó và sự bực bội này, cho nên nó sanh khởi cái pháp không vui. Nhưng mà nhớ nó cũng vô thường thôi. Chẳng hạn như tình yêu có vô thường không? Trời ơi, yêu đắm, yêu đuối, yêu mờ mịt. Nhưng mà khi hết yêu nữa rồi là sao? Khác liền. Đời này mà không có em, nó như nhà không có nắng, như búa thiếu kèm, vân vân, như tô hủ tiếu xuân trang xì dầu. Nhưng mà khi cái cảm giác yêu thương nó không còn là nó khác hết. Cho nên sắc, thọ, tưởng. Tưởng chưa gặp em tôi vẫn tưởng rằng,
có người thiếu nữ đẹp như trăng. Cho nên mà mấy cái Facebook đó nha, mấy cái iPhone mà chụp hình xong rồi nó có luôn cái phần chỉnh hình á, trời ơi bỏ lên đó là chỉnh không cần, chỉnh không cần chủng, chủng không cần chỉnh, thả tim thả bông, tới hồi gặp ra thả bơm. Đó là gì? Thấy không? Thành thử ra mình mới biết rằng á, tưởng là gì? Tưởng là cái mình hoang tưởng, mà tưởng là luôn luôn là vọng. Tưởng là luôn luôn vọng. Có một lần bố bà đi giảng á, cái tới Toronto cái trời ơi, đứng nguyên vàng ra đón vậy nè. Cái không kêu gặp cái ông sửng sốt, ủa thầy hả? Tại con thấy trong hình thầy bự lắm mà sao đây thầy có một chút vậy? Phải không? Thành thử là thưa đại chúng là sắc nè, cái sắc tướng của mình đã đổi không? Đổi. Thọ mình nó đổi không? Thọ là cảm thọ đổi không? Tưởng của mình có bị đổi không? Tưởng là không bao giờ thật. Hành là gì? Liên tục diễn biến. Thức là cái nhận thức của mình. Ba năm cái này hoàn toàn do duyên mà nó sinh khởi. Mà đã cái gì mà là duyên sinh khởi là không bao giờ tồn tại, là vô thường. Cho nên những cảm xúc thương nhớ ai đó nó đều là duyên, và mình thương người đó, mình nhớ người đó. Nhưng mà tới hồi mà ghét rồi á cũng nhớ, nhưng mà nhớ trạng thái khác. Nhớ xong rồi buồn rồi tức. Còn hồi xưa nhớ xong đau đớn. Nhớ xong đau quá kiếm nhạc nào cho nó đúng với tâm trạng mình. Mở lên cho nó quằn quại. Rõ ràng là mình đi tìm thú đau thương. Mình đi tìm thú đau thương. Người hay khóc lại khoái coi cải lương. Rồi hôm nay con lại tới đây, giữa lúc đám cưới của thằng Tâm đang tưng bừng giá tiền. Kéo giấy cái. Kéo giấy. Trời, hát hay quá. Khóc ngon lành vậy đó. Mấy đứa con ra hỏi làm gì má? Tao khóc chứ làm gì. Sao khóc? Coi cải lương khóc. Khi mà coi cải lương mà khóc là tới giờ tỉnh rồi là biết, ô cái này chỉ là đóng tuồng thôi. Cho nên kinh Viên Giác gọi là tri huyễn tức ly. Tri nó là giả, liền lìa nó. Ly huyễn tức giác. Mình biết nó là huyễn rồi là người giác ngộ. Cái anh mà làm khổ mình, cái chị mà làm khổ mình cũng là một pháp thôi. Nhưng mà tại mình chấp vô cái pháp đó. Tại sao mình không nghĩ rằng người đó đã làm khổ mình, nhưng may quá hết rồi, họ không còn làm khổ mình nữa, mình đã thoát được cái khổ của người đó rồi, may không? Thì tại sao mình lại cứ phải nhớ cái khổ đó hoài để mình khổ? Cái pháp mà làm mình khổ cũng là một pháp, pháp làm mình vui cũng là một pháp. Thí dụ hồi đó người đó làm vui mình mà giờ họ không làm mình vui nữa, rồi mình chấp vào cái pháp vui đó, mình cũng khổ. Cho nên cái nào cũng khổ hết. Vậy thì thưa đại chúng á, pháp là gì? Là những hiện tượng. Trong kinh Tâm Kinh Bát Nhã gọi là các pháp, nhớ không? Thị chư pháp, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh. Cái người đó làm khổ mình 2 năm trước, sau thời gian đó họ với mình chấm dứt, họ không khổ nữa, họ không còn làm mình khổ nữa, tại sao mình không mừng? Mình nói may quá, bây giờ tôi với người đó hết khổ rồi. Suy nghĩ như vậy để mình thoát. Chứ tại sao mình nghĩ 2 năm trước họ làm khổ tôi, 2 năm thôi, làm khổ có 2 năm thôi mà 20 năm sau mình vẫn khổ, là tại vì mình chấp vô cái pháp khổ đó làm cái pháp của mình. Chỉ làm cái pháp của mình. Cho nên nhớ tất cả các pháp đều là huyễn, pháp nào cũng là tạm, dù pháp đó vui hay buồn. Hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng ở đây trong giờ phút này cũng là một pháp. Và pháp này cũng huyễn nha. Tới đây hồi 9 giờ nha, giờ hết giờ làm việc rồi nha. Thì mình sẽ đi theo cái thời gian của mình, mỗi người đi về một hướng. Xong. Nhưng mà nhớ rằng trước kia mình không có nghĩ tới mà hôm nay được. Thì cái được này mình đang có thì hưởng đi.
Nhưng mà rồi vẫn biết rằng cái này cũng là biến đổi vô thường. Ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau, xa nhau chi để cho nhau nhớ. Cuối cùng phát hiện à, mà có xa nhau mới nhớ nhau. Thôi nghỉ. Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa được đến Nhật Bản trong chuyến hoằng pháp này. Và ngày hôm nay thầy trụ trì cũng như quý sư cô ở đây đã mở lòng tạo duyên cho chúng ta được gặp nhau. Chúng con thành kính tri ân thầy trụ trì, quý sư cô và toàn thể quý Phật tử ở tại chùa Việt Nam đã hết lòng tổ chức để chúng ta có được một ngày trọn vẹn như thế này. Và Pháp Hòa thấy rằng quả thật là cái tâm của mình đó, nó có thể chuyển hóa rất nhiều cái khó khăn. Ở nhà mà biểu quý vị ngồi kiểu này là không có rồi đó, phải không? Không dám đâu tắm, phải không? Nhưng mà ngồi quý vị đến đây mà cái năng lực của đại chúng ta ngồi, mình ngồi, thậm chí có những Phật tử đứng bên ngoài cả buổi mà vẫn hạnh phúc với những nụ cười mỏi chân. Ở độ tuổi 25 đến về độ tuổi lập nghiệp và lập gia đình, con thấy cuộc sống rất áp lực và chịu nhiều lời chỉ trích của nhiều người xung quanh. Dù con cố gắng vượt qua nhưng rất mệt mỏi ạ. Thôi cũng được rồi, con mệt nhưng mà con vượt được, không sao. Thưa đại chúng, thật sự ra cái này cũng là một phần trong cuộc sống thôi. Như hồi sáng Pháp Hòa có thưa đó, khi nào chúng ta cảm thấy mệt thì chúng ta dừng lại, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Người ta đi nhanh thì người ta tới sớm, còn mình đi yếu chân, mình đi từ từ. Cuộc sống này cái quan trọng là chúng ta nhận ra được chúng ta cần phải làm gì, và tùy theo cái sức của chúng ta mà chúng ta cố vượt. Thật sự ra có nhiều người hỏi nè, đời này là một biển khổ, vậy thì chừng nào hết khổ? Dễ thôi, đời là một biển khổ, qua hết biển khổ là qua đời. Vậy khi nào chỉ có qua đời mới hết khổ? Nhưng mà cái khổ đó là tại vì chúng ta không có nhận nó. Ví dụ như vị Phật tử này nè, biết cuộc sống áp lực và biết được cái sức của mình, cho nên mình hãy làm những gì, cố đi tìm những gì để bồi đắp. Đó là một phần của cuộc sống. Mỗi người chúng ta đều mang những cái bệnh, bệnh tâm hoặc là bệnh thân. Mà hãy bệnh thân thì tìm thuốc, thì bệnh tâm thì chúng ta cũng tìm thuốc. Giống như á, tự mình à, thí dụ nhức đầu thì đi tìm một viên thuốc uống cho giảm nhức đầu. Đau bụng thì uống một viên thuốc gì đó để cho nó đừng đau bụng. Khát nước thì đi tìm miếng nước uống, đói bụng thì kiếm chút gì ăn. Dù không phải là miếng ăn chánh nhưng mà cũng kiếm miếng bánh, miếng gì chúng ta gọi là lót dạ, lót lòng, bỏ bụng cho đỡ đói. Thế thì cuộc sống này cũng vậy, tất cả những khó khăn nó đến với mình mỗi ngày, lớn nhỏ chúng ta đều phải cố gắng đi tìm cách để chúng ta vượt hết. Chứ còn không có vì một cái bất cứ một cái khó khăn nào mà chúng ta chùn bước. Trịnh Công Sơn cũng có câu đó, mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Tức là khi nào chúng ta đi một chập rồi chúng ta mỏi thì chúng ta ngừng lại. Thì tự mỗi người chúng ta phải biết được cái sức của chúng ta mà chúng ta liệu có đường dài. Cho nên á, cái đường nó không dài nếu mà chúng ta trì trí. Ngày xưa người ta có câu á, cái chỗ mà học nó như biển, mà nếu chúng ta cố gắng thì chúng ta cũng vượt. Nếu mà mình đã có một cái phương pháp vượt qua là mình phải quán là cuộc sống là luôn luôn có những cái khó khăn, mà chính những khó khăn là những bài học. Cho nên tất cả đều là bài học hết. Hôm qua giờ mình học cái pháp nào mình nhìn cũng đều là cái pháp để mình quán, mình tu hết. Hồi nãy có một Phật tử quy y pháp danh là Hạnh Cảnh, cảnh nào cũng là cảnh để chúng ta phát cái hạnh chúng ta tu. Cảnh khổ thì chúng ta quán chiếu và chúng ta cũng phải vượt, và vượt khó một chút.
Còn người nào ở được cảnh thuận thì cũng phải vượt thôi. Nhưng mà chưa chắc ở cảnh thuận mà dễ tu. Tại vì nhiều khi mình thuận quá cái mình sao? Mình thờ ơ. Xin thầy quan hỷ cho con lời dạy tại sao sống tiết kiệm từ một việc nhỏ, ví dụ như sử dụng nước, nấu ăn, những vật dụng trong gia đình. Con đã nghe thầy dạy, con hiểu và đang sống như lời thầy dạy, nhưng chồng con thì không biết nên nhờ thầy cho con lời dạy để chồng con hiểu. Này làm không xong mới giao qua em nè. Bởi đời nó vậy đó. Cục muối muốn chia hai, cục đường lụm hết. Thật sự thưa đại chúng á, mình có sống phung phí thì cái đó là quyền của mình thôi, phải không? Nhưng chúng ta nên nghĩ như thế này. Ví dụ như mình thường nói là không phí sức khỏe. Mình làm cái gì trong cái khả năng của mình mà mình làm hơn thì mình phí sức. Và cái gì phí thì nó dễ gì? Nó dễ hao mòn tổn giảm. Cũng thế thôi. Thí dụ bây giờ mình có 100 đồng, nếu mình xài tiết kiệm thì 100 đồng đó cũng của mình chứ của ai? Xài được 3 tháng. Nhưng mà nếu mình phung phí, 100 đồng đó của ai? Cũng của mình, nhưng mà nó mau hết. Mà cái gì phí thì nó hết, mà nó hết thì mình mau không có thôi chứ có gì đâu. Thành thử ra cái này là do cái nhận của mỗi người. Không có gì tội hết, không có nói anh xài phí về tội, không ai rảnh đâu bắt tội mình. Nhưng mà mình phải thực tế một chút. Tại sao của mình cái gì nó không cần thiết phải phung phí thì tại sao chúng ta phung phí? Cái gì mình làm không đúng là nó phí à? Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Quý vị rót lên cho Pháp Hòa ly nước, mà Pháp Hòa đang khát nước, Pháp Hòa uống nước, thì ly này có phí không? Không. Nhưng mà nếu mà Pháp Hòa không có khát mà đem lên đây để thì nãy dư nè. Cái dư này lát bỏ cái thành ra phí. Vậy thôi. Bây giờ mình á, mình đói bụng rồi mình ăn đủ cái mình ăn, cái dư lại mình đem bỏ ở đâu phí. Vậy thôi. Thành thử ra phí nghĩa là khi chúng ta dùng nó không đúng. Cái chỗ cần xài chúng ta không xài, mà chỗ không cần xài chúng ta không phí. Vậy mà đem tiền vô casino không thấy phí, đem tiền vô uống rượu không thấy phí, mà ngộ cái là cho người giúp người lại thấy phí. Thì mình thấy rõ ràng cũng là một cái quan niệm để sống. Nhưng mà cái quan niệm này đó, quan niệm này mình sống hơi về phần mình, không? Gọi là ích kỷ. Còn nếu mình sống lợi người một chút thì mình biết nhìn ra cho mọi người. Tất cả đều là của mình thôi. Nhưng nếu chúng ta làm cực khổ, chúng ta thấy được cái giá trị của nó, thì chúng ta sử dụng nó để cho nó không lãng phí. Chứ còn không có ai nói là anh xài như vậy á, Phật phạt anh hay là Chúa phạt anh. Không có ai phạt gì mình. Nhưng mà nếu mình không xài đúng thì mình đã phí được cái miếng nước, thì từ từ mình phí những cái lớn hơn, như là sức khỏe, tiền của, và thậm chí mình không biết trân quý những gì mình đang có xung quanh mình. Tại vì khi mình đã thành một cái thói quen phí rồi thì không những nước nôi cơm ăn hàng ngày mình phí, mà mình phí những cái khác nữa. Chẳng hạn như mình có một tình cảm người ta quý mến mình, mình không biết trân trọng, tức là mình phí. Mà hễ một mai đó khi mà cái tình cảm đó nó hết rồi thì mình muốn xin lại cũng khó lắm. Cho nên tất cả đều tùy vào cái chánh niệm mà chúng ta nhận được thôi. Ví dụ như có nhiều người nói đi hành hương là phí tiền. Nhưng mà thật sự bây giờ mình nghĩ là cái đó là quyền của mỗi người, và cái luật của nó thành ra một cái đời sống của con người là mỗi năm đi làm ra rồi để dành tiền để đi du lịch. Thì người ta đi Âu Châu, Úc Châu, người ta đi vãng cảnh, người ta du lịch, người ta ăn chơi, đó ai nói người ta tội, đó quyền của người ta. Nhưng đối với một Phật tử, chúng ta đổi cái subject, chúng ta cũng du lịch đó, nhưng mà du lịch tâm linh, đi chùa, nghe pháp, nghe giảng, vân vân. Đấy, quý vị Việt Nam mà biết Pháp Hòa sang đây mà mua vé bay qua đây. Rồi quý vị Phật tử ngày hôm qua Pháp Hòa đi ra về rồi, vậy mà có những vị đi xe, đi xe điện, đi xe taxi 2-3 tiếng tới, mà lúc đó Pháp Hòa sắp sửa ra về rồi, tấp vô chụp được một tấm hình thôi, rồi ra xe đi về lại. Đó là tấm lòng của các vị. Mà các vị thấy vui thì các vị không thấy cái đó là một cái gì đó nó phí. Nhưng mà mình làm được một cái việc mà mình vui, mình thấy đúng.
Con mong muốn là khi sang Hàn Quốc học tập xong, con có cơ hội ở lại Hàn Quốc làm việc có thu nhập cao để cuộc sống tốt hơn. Nhưng hiện tại thì mong muốn của con đã đạt được, mọi việc với con đều khá thuận lợi, nhưng con vẫn không cảm thấy an lạc. Mặc dù con cũng biết hoàn cảnh hiện tại là đủ, nhưng con vẫn không thấy thoải mái trong lòng. Xin thầy cho con lời khuyên làm sao để thân tâm an lạc. Đó, quý vị thấy không? Khi mình chưa được thì mình nghĩ rằng mình được cái đó mình sẽ vui, đến hồi xong rồi thì mình vẫn không thấy cái điều đó là mình đã thỏa mãn. Có thể trong lòng mình khoác khoải một cái gì đó, cái điều này là chắc chỉ có đi tu thôi. Giống như xưa Sĩ Đạt Ta vậy đó, có cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con xinh, mà trong lòng Ngài vẫn có một cái gì đó Ngài chưa cảm thấy bằng lòng. Rồi đến khi mà Ngài dạo bốn cửa thành, Ngài thấy già, bệnh, chết, Ngài lại càng có một cái gì đó Ngài buồn hơn nữa. Chắc cái vị này đã đến cỡ đó rồi đó. À, bây giờ mà mình sống ở ngoài đời mọi tiện nghi cũng đã đủ mà vẫn chưa thấy thỏa mãn, vẫn chưa thấy thỏa mãn, ở đây không có nghĩa là muốn hơn, nhưng mà giống như có một cái gì đã chưa cảm thấy đây là cái chỗ vui mà mình muốn, thì chắc có lẽ là phải đi theo con đường tâm linh. Tức là cái vị này phải xuất gia, làm đạo, sống cuộc đời mà có tất cả mà vẫn chưa vui thì thôi giờ thử sống cuộc đời không có gì cả coi nó ra sao. Mình có tiến sĩ chưa vui, mình làm bác sĩ chưa thoải mái, mình làm dược sĩ chưa được, không có cái nào qua tu sĩ hết. Các sĩ khác không vui thôi đi làm tu sĩ là vui nhất. Tại sao? Tại vì làm tu sĩ thì bốn phương trời rảo bước, không nhà riêng, không ràng buộc tình đời, đem từ bi chan rải khắp muôn nơi, cho dương thế vơi đi bao sầu hận, phải không? Rồi có nhiều khi ta hỏi bên thầy có thiếu gì không, con mang qua, nói xứ này không thiếu gì hết, chỉ có thiếu nợ. Con luôn làm điều tốt giúp người, ăn nói nhỏ nhẹ, tao nhã, khiêm tốn, giúp người nhưng bị người lấy ơn trả oán hoặc tìm cách hại vu oan cho con, dù nhận điều tốt từ con. Từ người ngoài xã hội, đồng nghiệp, bạn bè, anh em họ, đến cả mẹ ruột, mẹ chồng đều đối xử tương tự như vậy với con, là vu oan cho con hoặc hại. Dù con gửi đồ, gửi tiền giúp đỡ và nói năng quan tâm nhỏ nhẹ, con thật sự không hiểu làm cách nào để thoát khỏi ạ. Vì tốt xong thì buồn quá, nên bây giờ tự kỷ không muốn tiếp xúc với ai hết. Này không được. Mình cứ làm cái việc của mình thôi. Tức là mình sống mà mình đủ khả năng nói lời nhỏ nhẹ, lời từ ái, quan tâm giúp đỡ mọi người. Đủ rồi. Cái tại vì mình có thể mình nghĩ là mình làm xong rồi người ta phải tốt với mình. Thấy không? Nếu mình nếu muốn quán về cái nghiệp thì mình thấy rằng á, nhiều khi mình trả nợ. Còn nếu mình quán rằng cái tâm lượng của mình là đến giúp mọi người thôi, còn mình không có nghĩ rằng ai làm cái gì cho mình hết, mà thậm chí người ta sống dở hơn, người ta hại mình, cái đó là phần của người ta, phải không? Còn mình mà đủ khả năng sống tốt cho mọi người thì mình nên giữ như vậy, chứ đừng vì cái chuyện mà người ta không tốt với mình rồi mình sống mình buông xuôi cuộc đời thì không nên. Cái này là mình đi được một phần đường rồi đó mà mình chưa cố gắng vượt nữa. Và quý vị nhớ là trong kinh hay diễn tả các cái bậc tu hành như thế này nè, nói đến các thầy bồ và các vị thánh chúng á, trong kinh hay diễn tả câu này nè: các vị này, việc làm của mình đã xong, không còn ràng rịch trong các cõi, các gánh nặng đã buông xuống. Nghĩa là các vị này làm hết tất cả những khả năng của mình mà không có một chút gì dính mắc. Mình làm hết bổn phận của mình. Mà thưa cuộc đời á, chúng ta chỉ làm hết khả năng và bổn phận chứ còn không hết việc đâu, mà cũng không hết người khổ đâu. Phải không? Bây giờ nếu là mình đi làm từ thiện làm sao nói, làm trong khả năng mình thôi chứ. Cho nên nhiều thứ lắm. Con xem YouTube
ghi rõ đàng hoàng nghe, YouTube băng của thầy nhiều và rất mong được gặp thầy. Con không có điều kiện để qua Canada thăm thầy, cuối cùng thầy cũng sang Hàn Quốc. Nhìn thầy ngoài đời đẹp trai hơn trong hình. Con xin thầy cho con hỏi, lại đám ma hay lại, nhưng khi mình đưa đi chôn thì mình lại mấy lại thì đúng. Xin thầy cho con hỏi, mẹ con dặn là khi đám ma mẹ con thì con phải khóc, nếu không mẹ con sẽ giận. Bởi quý vị thấy không, cuộc đời toàn làm khổ nhau không. Cuộc đời nhiều khi nó đơn giản hết sức, nhưng mà mình toàn là suy nghĩ cái gì đó để mình thỏa mãn cho mình, để mình làm khổ người khác. Bây giờ trước hết là cái vụ đám ma. Trong này nói là con lại đám ma lại hai lại, nhưng mình đi chôn không biết lại mấy lại. Tùy theo người chết. Phải hỏi bác ơi, bác muốn con lại bác mấy lại. Thưa đại chúng, trong cái truyền thống của chúng ta đó, khi mà chúng ta lạy á, là để bày tỏ cái lòng cung kính thôi. Nhưng mà hồi xưa ông bà mình quy định một cái số nghi lễ nào đó để bày tỏ cái lễ nghi, chứ có không đúng không sai. Lạy là thành kính thôi, quan trọng là cái tâm thành. Nhưng mà xưa nay các vị nói đã lễ là phải nghi. Nghi là gì? Là nghi thức. Nghi lễ mà, lễ là cái lòng cung kính, còn nghi là cái hình thức nào để bày tỏ. Ví dụ như nè, cái quan trọng là ly nước uống, còn này là nghi nè. Đấy, đây là cái lễ nè, đây bỏ vô dĩa, vậy là kêu nghi lễ nè. Để vô cái dĩa để làm chi? Để nói lên sự trân trọng, để vậy thấy không trân trọng. Nhưng mà quan trọng là trong này, để trong cái dĩa này mà đưa nước hư sao uống. Hay là bây giờ ví dụ như giờ quý vị lỡ nhiều khi quý vị gặp quý thầy á, bất chợt cái muốn phát tâm cúng dường, cái không có bao thơ, không có bao thơ, cái xé đại miếng giấy hay cái nắp kinh về để quấn tiền vô tôi. Con xin lỗi thầy, gấp quá, bất chợt quá, con không có, con đưa đỡ thầy này. Không lẽ mình nói dạ không sao, quan trọng ở trong. Đấy là Pháp Hòa ví dụ vậy thôi nha. Tức là quý vị nhớ là cái gì cũng vậy, lại cũng vậy, cũng là cái lễ nghi mình bày tỏ cho người bây giờ. Nhưng mà nếu mình nói khơi khơi, không có đặt một cái thành một cái số vấn đề cái nghi thức, thì người sao người ta biết làm. Cho nên tổ tiên mình mới quy định lạy người chết chưa chôn đồng với lại người sống, hai lạy thôi. Hai lạy là tượng trưng cho cái gì? À, tượng trưng cho cái đời, cái tình nghĩa và cuộc sống, hay nói là cái đời, cái đạo, cái dung nhiếp giữa sống chết. Ví dụ mình lại ông bà còn sống nè, mình lại chúc thọ rồi lại hai lại. Hoặc là lại cái người chết chưa chôn, tại sao chết chưa chôn mà hai lại? Là bởi vì nghĩ rằng cái người này chết nhưng mà chưa chôn, nghĩa là còn đang nằm đây, mặc dù họ đi vô cõi âm, họ trở thành người âm rồi, nhưng mà vẫn còn nằm ở trên dương thế này, sự giao thoa giữa âm dương, giữa người này còn, cho nên giữ hai lại thôi. Còn khi nào hạ nguyệt hay là để vô trong lò thiêu rồi thì mình lại bốn lại. Lại bốn lại là để làm gì? Để ý nó là trọn tình, trọn nghĩa, ân nghĩa, tứ ân, ân cha mẹ, ân ông bà nội ngoại hai bên, hoặc là bốn ân lớn trong cuộc đời này. Người này là người mẹ sanh ra mình, người này cũng đã từng dạy dỗ cho mình phải quấy trong cuộc đời. Nói chung là một người mẹ, vừa là thầy, vừa là thiện tri thức của mình. Cho nên bốn lễ này coi như là hoàn tất mọi cái ân trong cuộc đời này mà mình tiếp nhận với người này. Cho nên lại một cái người chết mà chôn rồi hay là đưa vô lò thiêu, chúng ta lại bốn lại. Còn lại Phật lại mấy lại? Lại ba lại. Lại ba lại là lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Còn lại trời á, lại năm lại. Tại vì sao? Tại vì bốn phương Đông Tây Nam Bắc giờ ở khoảng giữa, cho nên lại năm phương là phủ phương là năm lại. Đó mình nói gì đó.
Cũng giống như người ta thờ thần tài, người ta để 5 chung nước, không có được để 3 chung, mà cũng không để 4 chung, cũng không để 3 chung, 2 chung, mà thờ thần tài thổ địa 5 chung nước. Tại vì sao? Tại vì đất đai có 5 hướng, đông, tây, nam, bắc là 4 hướng chính, và ở giữa cho nên gọi là ngũ phương ngũ thổ. Thì chúng ta để 5 chung nước. Như vậy, thí dụ bây giờ mình lại người chết, lại ba lại được không? Không biết cũng có sao đâu. Chưa người nào ngồi dậy nó ê thiếu à. Không, chưa ai ngồi dậy nó ê thiếu tao lại nghe. Mình không biết mình lại ba lại cũng không sao hết. Nhưng mà bởi vì đã nói nghi lễ, nghi là hình thức, lễ là tấm lòng cung kính. Đây là một hình thức bày tỏ lòng cung kính của mình. Cho nên các vị ngày xưa quy định vậy thôi, chứ còn mình muốn lại như mình lại. Ví dụ như hồi xưa người ta tới Phật Thích Ca, ta chỉ cần chắp tay, ta ngồi xuống ha. Ấn Độ, Lào, Campuchia không có lại giống mình là đứng lên lại xuống à. Ngồi xuống, xong rồi lại một lại thôi. Rồi chắp tay thưa hỏi. Còn mình bây giờ đứng lên lại xuống là mình lại theo kiểu vua chúa hồi xưa. Thấy không? Mà lại nó có 9 cách lại. 9 cách chứ không phải là như bây giờ là cái kiểu của mình á. Cái kiểu của mình á là cái kiểu gọi là hồ quỳ. Lễ bái của nước hồ. Nước hồ ngày xưa là ta lại chân lên chân xuống. Cho nên các vị trong nghi lễ ta nói đó, hồ quỳ hiệp trưởng là quỳ theo kiểu người hồ. Thấy không? Quỳ theo kiểu người hồ là mình ngồi quỳ xuống chắp tay. Đây là mấy cái nước hồi xưa đó. Rồi á, ta lại mà ta nằm dài xuống kiểu Tây Tạng đó, nhớ không? Nằm nguyên cái thân, ta nằm trường xuống đất á. Cái đó gọi là trường mạng lễ. Trường là dài, mạng là cái thân, nằm dài cái thân ra lại. Chính cách lại lận, chứ không phải là chỉ một cách đâu. Còn nếu mà nói về bao nhiêu thì hồi xưa giờ ông bà tổ tiên mình lập ra một cái bảng vậy để cho mình có cái lễ nghi mình làm theo. Còn tùy tâm mình muốn lại nhiêu đó lại. Còn cái chuyện mà mẹ chết mà mẹ bắt mình phải khóc, cái này cũng ít nghe. Thật sự ra đây là một cái quan niệm của người xưa đó thưa đại chúng. Tại vì người xưa quan niệm á, cha mẹ mà chết á là con cái phải để tang, phải khóc lóc. Và chẳng những như vậy á, là phải làm cho nó thiệt là khổ não thì mới gọi là bày tỏ cái tấm lòng của mình. Ở ngoài Bắc ta còn khóc mướn nữa đó. Kêu cái người khóc mướn tới kể cho họ nghe information của má mình. Chi tiết nói mẹ tôi á, hồi nhỏ đó cực lắm, bán xôi đi làm nuôi tụi tôi. Rồi ba tôi sáng sỉnh chiều say, rồi nuôi tụi tôi bầy con, kể hết về cuộc đời của mẹ cho cái người khóc mướn nghe. Phải không? Rồi cái người khóc mướn đó họ nắm được chi tiết, rồi bắt đầu họ mới ngồi đó đó. Họ kế bên đó họ nói, họ rên rỉ cho mình khóc. Hoặc là mình không khóc được cái mình nghe họ kể mình thúc thích mình cười cũng được. Rồi họ ngồi họ kể lễ vậy đó. Rồi mình nghe như vậy rồi mà cái đó gọi là mình có là một cái tang. Thậm chí khóc không cho chùi mũi á. Mũi chảy chừng nào á con hiếu chừng nấy. Mà cái đó cũng ngon á. Tại nó chảy xuống rồi sẵn liếm liếm. Quần áo á, mai tang á là không có được lên lai. Hồi xưa mai tang là không cho lên lai. Tang là không được cắt, không có được lấy kéo cắt. Kêu là xé tang chứ không ai kêu cắt tang hết á. Tại sao vậy? Tại vì xé như vậy chỉ nó mới tơ ra. Mà chỉ tơ như vậy, mặt tơ chỉ như vậy đó, ý nói là mẹ chết, ba chết buồn quá, mặc đồ te tua hết. Bây giờ không chết ai nó cũng mua đồ te tua nó mặc kìa. Nó mua cái quần nguyên gì nó xé te tua nó mặc kìa. Rồi bộ thấy nó mặc cái quần jean te tua, nó cha thằng này chắc ba mới chết. Tất cả là quan niệm. Quý vị nhớ hồi sáng qua nói không? Cái pháp nào á, mình nhìn á, mình cũng, nếu mình nhìn Phật pháp cũng thấy được hết á. Cho nên á,
có nhiều vị bắt con chết phải đem cả cái quan tài về Việt Nam chôn. Thì mình muốn thì con nó sẽ làm, nhưng mà tội nghiệp cho con, tốn tiền, phải không? Bây giờ mình muốn con khóc không? Khỏi cần ép nó. Mình sống như thế nào mà khi mình mất đi rồi, con nó cảm được cái trống vắng khi không còn mẹ, nó khóc từ trong lòng nó khóc ra. Còn mình sống mà không có điểm gì cho nó khóc, nó không lẽ mình nằm xuống nó đỡ ghê vậy? Nó đâu có chuyện gì đâu nó khóc. Mà không phải nói về cha mẹ mà tất cả chúng ta. Cho nên người xưa có câu nè: khi mình sinh ra mình khóc, người xung quanh cười. Và mình hãy sống như thế nào để khi mình chết đi mình cười mà người khác khóc. Đó là cái cách sống của mình. Mình sanh ra là một đứa nhỏ khỏe mạnh cho nên mình khóc, người xung quanh thấy rất là vui là vì mình là một đứa trẻ khỏe mạnh đã sinh ra đời, cho nên ta cười. Mình khóc mà người khác cười. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta sống như thế nào để khi mình chết mình không có hối hận, mình không có lưu luyến gì hết, mình sẵn sàng đi, mình cười khi mình chết mà người khác thương tiếc mình. Cái đó mới quan trọng. Cho nên á, nhà thơ Thanh Nguyên á, mà mỗi lần đọc cái bài thơ đó lên là mình khóc. Khi con biết đòi ăn, mẹ là người mớm cho con từng muỗng cháo. Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu, mẹ là người thức hát ru con. Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn là khi tóc mẹ ngày thêm trắng bạc. Cái dòng tay lớn lên từ tấm bé rộng dần khi con trẻ lớn khôn. Mẹ không sống đủ trăm năm nhưng mẹ đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát. Có một lần mẹ không ru con khóc là khi mẹ không còn. Hoa hồng đỏ từ nay hóa trắng. Mẹ là người cho con cái tên riêng trước cả khi con bập bẹ lên tiếng mẹ. Mẹ có nghĩa là tất cả, là cho đi không đòi lại bao giờ. Cái tiếng mẹ mà con bập bẹ nói từ lúc con còn nhỏ đến lúc con trưởng thành vẫn chưa hiểu hết chiều sâu. Chữ mẹ thôi, mình nói từ khi mình tấm bé cho đến khi mình trưởng thành, nói không hết được chiều sâu của chữ mẹ. Cổ tích thường kể rằng ngày xưa có một vị vua hay ngày xưa có một công chúa. Cổ tích của con bắt đầu từ ngày xưa có mẹ. Bài thơ của Thanh Nguyên. Bây giờ là nếu mà vị nào mà có cái ý là mình biểu con mình phải khóc lóc hay là phải làm đám tang mình cho rình rang, thì xin quý vị không cần. Mình phải làm sao để cho con mình được cái thoải mái, đặc biệt là những cái chi phí cho một cái tang lễ. Và tùy sức khỏe, sức của con mình mà các con mình làm theo cái tấm lòng của các con. Thậm chí nhiều khi cha mẹ còn dặn dò làm thật là đơn giản, đừng tốn kém để làm phiền của tụi, nghĩa là đời sống của tụi con. Đó là cái tấm lòng của cha mẹ. Thì xin thưa là mình chỉ trả lời hết giờ thôi nha, bởi vì câu hỏi cũng nhiều lắm. Con lập bàn thờ, thờ hai họ, họ nội và họ ngoại cùng một bàn thờ có được không? Con đi xa bên Hàn Quốc không về được dỗ thì con cũng vọng về được không? Dạ tất cả đều được hết. Khi mình thờ á, nội ngoại tổ tiên không cần phải mỗi gia đình một cái bàn, một cái bát hương. Tất cả ông bà nội ngoại tổ tiên của mình một bát hương thôi, cũng giống như mình thờ Phật vậy đó. Di Đà, Quan Âm, Thích Ca, Thế Chí, Địa Tạng, Dược Sư, ở gì thì mình thờ một lư hương thôi, không cần phải nhiều bát hương. Còn á, mình đi làm xa, ngày giỗ ông bà mình không về được, thì ngay nơi mình đang sinh sống, mình mua một dĩa trái cây, hoặc thậm chí mình nấu một chén chè, mình châm một chung trà, mình tưởng nhớ đến cái vị đó, cũng đều là gọi là cúng giỗ cả. Vì giỗ là cái ngày kỷ niệm người đó mất, và cúng là cái tấm lòng của mình, cái sự nhớ nghĩ của mình. Đó là một cái hình thức bày cúng để cho mình nhớ ngày. Quan trọng cái mục đích của cúng giỗ là để chúng ta không quên cái gốc rễ của mình thôi. Sau đây con có vài điều xin thầy quan hỷ giải đáp cho con được hiểu. Người đã mất rồi được quy y không ạ? Vì con muốn quy y cho người nhà đã khuất mà không biết được hay không.
Thưa đại chúng, như hồi nãy thầy Minh Mẫn có nói đó, là mình quy y đó là mình từ cái nhận thức của mình. Thí dụ mình quy y giùm, quy y cho mấy đứa nhỏ, cái đó gọi là quy y để kết duyên thôi. Chứ còn thật sự ra quy y là phải từ cái tâm thức của mình phát nguyện và tiếp nhận cái đó. Mình phải nghe được cái điều đó, mình mới hiểu được cái điều đó thì mình mới quy y được. Thấy không? Rồi bây giờ người mất rồi thì mình nghĩ rằng cái tâm thức của họ vẫn còn đâu đó chưa được hiểu biết, thì mình mong rằng cái tâm từ của chư tăng rải đến các hương linh đó, khai thị cho họ để họ phát tâm nương tựa Tam Bảo bằng cách là quy y hương linh. Thì xưa là trong Phật giáo Bắc truyền chúng ta có cái nghi thức quy y cho các hương linh. Thì các vị muốn thì có thể đi về các chùa nhờ các thầy hay các sư cô giúp cho. Nhưng mà cái đó là một cái tâm nguyện của mình đối với người thân của mình khi họ đã khuất. Và nếu như tâm thức của họ, thần thức họ còn đâu đó, thì nhờ cái năng lượng đó mà họ cũng được phát tâm hướng Phật để mà họ siêu thoát. Thật ra trước hết là người sống nè. Người sống đã trọn vẹn cái tâm của họ đối với ông bà tổ tiên khi đã mất. Con đang làm công ty đông lạnh, làm về gà. Mỗi ngày con đều chặt gà ra thành nhiều miếng nhỏ để đóng gói như vậy có tội không? Thì Pháp Hòa kể đại chúng nghe một câu chuyện vui. Có cái ông đó, có con dê á, nó chết xuống dưới địa ngục á, nó mới thưa với ông Diêm Vương á, nó nói dạ bẩm Diêm Vương, xin Diêm Vương dự xử mấy người này giùm con. Họ giết con, họ ăn thịt. Ông Diêm Vương họ hỏi là họ làm gì con? Nói trời, họ chặt con, họ nhổ lông, họ làm, họ ướp, rồi họ nướng, họ chiên. Kể một hồi cái ông Diêm Vương vỗ bàn cái bóp, nó im, đừng có nói, ta thèm. Giờ trở lại câu hỏi ha. Thưa đại chúng, là khi mà chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta khó lòng mà chúng ta trọn vẹn được tất cả những gì mà chúng ta muốn. Thì bây giờ á, cuộc sống làm ăn vì sự sống các vị có lỗi ở phần này, nhưng bù lại các vị tu tập tốt ở những phần khác. Thí dụ trong năm giới mình không trực tiếp sát sinh, nhưng vì cuộc sống mình cũng có dính phần, thì thôi mình chịu cái phần này là mình chưa trọn. Nhưng bù lại trộm cắp, tà hạnh, nói dối, rượu chè, cờ bạc mình không làm, thì cái này cũng là đa phần của cư sĩ rồi. Bởi vì năm giới mà quý vị tu vậy nè, người nào mà tu được một hay hai giới là tiểu phần cư sĩ, tu được ba giới là bán phần cư sĩ, tu được bốn giới là đa phần, tu được năm giới là toàn phần. Thì bây giờ mình được bốn giới kia mình không làm thì mình là đa phần rồi. Chỉ có cái phần này mình chưa làm được thôi. Mà đây là không phải là mình cố tình mình muốn nữa, vì cuộc sống thôi. Còn nếu mà nói đúng hơn, cho dù mình không làm cái nghề này, nhưng mà cái sự sát sinh mà gọi là vi tế chúng ta xảy ra đều đều. Ví dụ như đang ngồi đây có con gì nó bò nhột nhột, cái lấy tay phủi về cái nó chết. Mình đâu có cố tình đâu, nhưng mà tại nhột nhột chịu không được cái mình phủi nó chết. Ai biểu cái đầu mình láng chị? Thì thưa đại chúng, là quý vị đi xe từ ở xa, quý vị đi 2 tiếng trên này, thì những cái con mà thiêu thân nó cũng lao vô đèn, nó chết mớ vậy. Rồi mình lái xe, mình đi đường. Nói chung là trong cuộc sống này, cái gì mà chúng ta đừng khởi từ cái tâm ác của mình thôi. Còn cái chuyện mà vi tế vô tình khó tránh được. Thì cuộc sống là chúng ta cần phải sống. Bây giờ Pháp Hòa mà nói là ông, anh làm cái này không được, anh phải kiếm nghề khác đi, anh làm cái này anh tạo nghiệp, mà trong khi đó em không tạo ra được cho anh việc làm, em không dám nói, lỡ anh nghĩ anh thất nghiệp tiền đâu em nuôi, phải không? Cho nên hồi nãy Pháp Hòa cũng nghe đó, quý vị biết á, tại sao người Trung Hoa ăn dầu hào? Người Trung Hoa ăn chay, ăn dầu hào, ăn con hào. Vì có một hôm nọ đi ra cái bờ biển đó, cái người đó họ đói quá, họ không có gì để họ ăn hết. Thì có một vị thiền sư mới nói rằng bây giờ á, khấn nguyện đức, nghĩa là Bồ Tát Thiện Thần Long Thiên Hộ Pháp Linh Thiên,
Bây giờ muốn cứu cho chiếc thuyền này sống sót, lấy cái cây cắm xuống nước này, con gì mà bám vô cây này thì coi như đem lên là coi như là các vị hoan hỷ cho ăn cái con đó. Thì đem cái cây sào chống xuống nước thì kéo lên là các con hào nó bám vô đó. Thì từ đó về sau các vị mới phương tiện. Cũng giống như Pháp Hòa nói, nếu mình muốn ăn chay mà tinh sạch kỹ lưỡng ở nhà mình ăn, còn chấp nhận ra một cái quán tà quán bán mặn mà kêu cho tuôn dĩa mì xào chay, chay đem ra thôi chứ ở trong đó nó bao nhiêu lon mình đâu biết, phải không? Ví dụ cái chảo họ mới vừa cắt cá, họ đem họ cắt cải cho mình, cái diện khuất mắt mình thôi. Mà chay đây là cái món ăn và cái tâm mình chay, chứ còn phải ê để tôi vô bếp cho tôi coi chảo, cho tôi coi nồi, nó nói thôi tôi thà khỏi bán dĩa mì này. Thành thử mình phải biết giải thoát hay không là chỗ đó, chứ không phải là đợi tới cái miếng chay mới giải thoát đâu. Cho nên ở đây vì cuộc sống của chúng ta, giống như ở Hàn Quốc này, cái giới thứ nhất này cũng có phải du di cho các vị, bởi vì quý vị sống ở xứ biển mà. Mà bây giờ không có làm biển thì làm sao sống. Cho nên có một vị đại sư ở đây cũng phương tiện cho các vị đành phải sát sanh, nhưng mà vì cuộc sống thôi. Quý vị biết ở bên Tây Tạng á, người ta đâu có ăn chay tăng mặn. Nhưng mà ở xứ Tây Tạng á, là không có nuôi, không có trồng được thì ta ăn vậy nè. Thay vì người ta ăn một con vịt đúng không, con gà nhỏ quá ăn được có mấy người à, người ta chấp nhận cũng một cái xác chết, cũng một con vật chết, một lần sát sanh. Nhưng mà người ta giết cái con chác. Con chác là con bò núi của Tây Tạng. Thì cái con bò núi này nó có nhiều công dụng lắm. Lông của nó đó làm áo ấm mặc, làm những tấm màn che ở trước cửa của họ. Tại vì cái tấm vải đó đặc biệt á, mùa đông á giữ ấm mà mùa hè là mát. Cái lông của cái con đó đó và cái mỡ của nó làm được dầu để mà đốt, làm được món ăn. Thịt của nó một lần giết ra ăn cả trăm người. Thì cuộc sống của người ta phải thôi đó. Cho nên cái này không có phải là mình tội lỗi, nhưng tự mình cảm nhận mình có cái tâm tàm quý là tốt. Nghĩa là con biết việc này con chưa trọn, nhưng mà đứng trên phương diện tu hành, mình tu cái nào có thể, còn cái nào chưa thì mình đành có lỗi vì cuộc sống. Ở đây hồi nãy Hòa nói tiểu phần, bán phần, đa phần, toàn phần, các vị tu được như vậy là khá rồi. Chứ còn bây giờ nếu mà bắt mà răm rắp giữ năm giới thì chắc có lẽ mình chưa làm được. Nhưng mà mình cố gắng là đã một cái tiến bộ rồi. Con là một Phật tử tại gia, con đã nghe băng của thầy nhiều rồi, và hôm nay chúng con lại có duyên lành được gặp thầy. Thầy hoan hỷ cho con một lời khuyên. Phòng ở của con ở Hàn Quốc chỉ có một phòng khép kín. Con đã để ảnh Phật trên cao và hành trì theo hạnh của Phật. Thầy ơi, vợ chồng con ở mỗi người một nơi, những lúc chúng con gặp nhau, chuyện sinh hoạt vợ chồng không tránh được, thì để ảnh Phật như vậy chúng con có tội bất kính không? Thầy cho con một lời khuyên để như thế nào không phạm lỗi. Thôi thì bây giờ nếu mà như vậy đó thì mình không nên để hình Phật ở đó, không, mình để Phật ở trong tâm thôi. Thì thật sự ra mặc dù Phật không có buồn phiền trách phạt chi cái chuyện đó, vì đó là một cái hình ảnh thôi. Nhưng mà bởi mình là một Phật tử, một khi đã có một hình Phật, dù không lập được bàn thờ thì ít nhất cái chỗ treo đó cũng mang cái tính chất thanh tịnh. Còn nếu như mình chưa được như vậy thì thôi, thà mình đừng để tâm mình khỏi áy náy. Mình để mà mỗi lần mình có những cái sinh hoạt như vậy thì nó làm cho cái tâm mình không an, thì nó cứ bất an hoài cũng không nên, phải không? Thành thử ra nếu Phật ngồi đó mà làm cho mình không thoải mái thì mà mình cảm thấy tội lỗi thì không nên. Cho nên quý vị, Phật có nhiều cách thờ, lập được bàn thờ tốt, không có thì mình treo ở đâu đó, nhưng mà chỗ đó cũng là cái chỗ để mình trang nghiêm tôn kính, mình đi tới lui mình thấy. Còn nếu hoàn cảnh không cho phép nữa thì thôi là không cần thiết. Rồi quý vị để Phật ở trong tâm của mình, hoặc là mình quy định mỗi tuần mỗi tháng gì đó mình đi tới chùa mình lễ Phật cũng được. Như vậy đi, như mà quý vị thấy nhẹ nhàng trong tâm hơn. Chứ không thôi là
nặng nề khó chịu mà mình cảm thấy mình bất kính với Phật vậy đó. Thôi một câu nữa rồi mình nghỉ ha, vì hết giờ. Kính bạch thầy, chị hai con và gia đình con đều biết về Phật pháp, nhưng chồng của chị con lại không biết về Phật pháp. Nhưng mẹ con thì muốn chị hai con dẫn anh rể con đi quy y, nhưng chị hai con không dám nói với anh rể. Đến một ngày mẹ hỏi hai chị con anh rể quy y chưa, thì chị con nói dối với mẹ là quy y rồi. Và mẹ hỏi pháp danh là gì, thì chị con bảo pháp danh là Quảng Lượng. Để thầy phải bái chị này làm sư. Từ đó mẹ đi đâu hay cầu nguyện gì cũng gọi pháp danh anh rể con là Quảng Lượng. Vậy con hỏi thầy, như vậy chị con có phạm giới hay mang tội gì không? Chị này không những không có tội mà còn có phước. Thưa đại chúng á, quy y á là tự mình phát tâm. Thật ra bà mẹ rất có lòng muốn tất cả con cái dâu rể hướng Phật. Nhưng mà nhiều khi á, mình nóng lòng mình muốn dâu rể hướng Phật, nhưng mà bây giờ mình muốn người ta mà tâm ta chưa phát, phải không? Rồi mình cứ ép riết cái con mình sanh ra cái lỗi nói dối. Thì bây giờ á, cái vị Phật tử này á, nói dối mà không có phạm lỗi nói dối, là bởi vì chỉ không muốn mẹ phiền hà, và cũng không muốn làm cho chồng, nghĩa là khi chưa phát tâm thì sao người ta thích được cái chuyện đó. Rồi bây giờ á, tự đặt cho chồng mình luôn pháp danh là Quảng Lượng mới ghê gớm chứ. Nhưng mà rất là hay. Quảng là rộng, lượng là cái tâm lượng. Vậy thì trong cái vô tình mà đặt đúng pháp danh, nghĩa là cho vị này luôn luôn cái tâm mở rộng ra để biết hướng tâm về Tam Bảo. Rồi bây giờ bà mẹ đó đi cầu nguyện cho con rể, đọc tên xong rể con à, Nguyễn Văn Hẹp, pháp danh Quảng Lượng. Được không? Được hết. Phật ở trên kia cao lắm, nhưng mà vẫn nghe được hết tiếng của mình. Cho nên không có sao hết, không có sao hết. Nhưng mà nếu mà mình thấy rằng á, đây cũng là một cái bài học chung cho tất cả. Nhiều khi mình thích cái tôn giáo của mình quá, rồi mình cứ tìm mọi cách mình ép uổng người ta, mà người ta không phát tâm thì người ta nói những cái lời nói khó nghe rồi mình phải phiền hà, phải không? Thành thử ra người chị này rất là tội, vừa không dám làm mẹ buồn mà vừa không dám nói với chồng, sống cái cảnh mặc dù cái chuyện này đâu đáng gì đâu, phải không? Nhưng mà hễ đem ra cái đó thành câu chuyện, cái có vấn đề. Thôi thì bây giờ chị không có phạm nó tội nói dối, và đồng thời mẹ cầu nguyện cho anh rể mình như vậy cũng không có sao hết. Chỉ mong một ngày nào đó anh rể này sẽ đạt được cái tâm như là người vợ đã đặt pháp danh, phải không? Mà hỏng chừng người vợ này đời trước, phải không? Nếu mà nói theo đời này á, người vợ này là thiện hữu tri thức của chồng. Thiện hữu tri thức cách nào? Đây gọi là giáo thọ thiện tri thức, mở tâm của chồng mình bằng cái tâm Quảng Lượng. Rất là hay. Cho nên là mẹ nào có cái tâm muốn rể dâu mình đổi hướng hết thì đây cũng là một bài học nè. Pháp Hòa trả lời cũng nhiều câu hỏi, và câu hỏi này hay lắm à.